Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào ngày cuối tuần, tức là ngày thứ sáu, để chúng ta cùng đánh giá lại toàn bộ những cái kịch bản mà chúng ta đã dự báo tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ đi có một vài cái góc nhìn tổng quan về VN Index tuần tới, tức là tuần từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11. Và sau đó thì Hùng Lê cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ view lại tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang quan tâm, chúng ta đang theo dõi. Thì trong trong bản điểm tin video số 70 78 78 đó là Hùng Lê đã phân tích tình hình thị trường tuần từ ngày 11 đến ngày 15. Thì trên trên bản tin của nhóm trên bản tin của nhóm chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng ở trên kênh Facebook, thì Hùng Lê cũng đã có một bản tin khá là chi tiết. Và thường sau khi mà phân tích thì Hùng Lê thường có những cái bản tin khá chi tiết như này, và cái bản tin này là cái bản tin mà Hùng Lê đã gửi ở trên nhóm, thì hiện tại Hùng đang public ra để kết hợp cùng với cả video để cung cấp cho cộng đồng nhà đầu tư. Thì trong cái bản tin đó thì cũng có đánh giá rằng là thị trường của chúng ta đang có những cái dấu hiệu suy yếu, đó là trên cái biểu đồ, và đã có bốn cái cây nến cho thấy lực đi của VN Index đã chậm đà tăng, và đặc biệt là cái cây nến ngày thứ sáu, cây nến kết tuần bóng trên dài cho thấy cái tâm lý cung cầu của thị trường biến động mạnh trong phiên, và trạng thái giằng co thị trường bắt đầu có những cái dấu hiệu xuất hiện. Một số các chỉ báo kỹ thuật ngắn thì đang cho thấy là thị trường có thể chỉnh nhẹ để tiếp tục đi. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là về VN Index chung thì cũng có dự đoán là có thể test lại vùng 1.015 điểm, và dự báo là những cái phiên đầu tuần, tức là dự báo là khoảng cái phiên ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì thị trường sẽ có những cái phiên giảm điểm về đến cái vùng này, và sau đó thì kết cái phiên ngày thứ tư thì Hùng Lê sẽ có những cái định lượng tiếp theo về thị trường. Và còn về danh mục các mã cổ phiếu thì về cơ bản là Hùng Lê cũng cũng đã list lại những cái mã ngành, những cái nhóm ngành cơ bản trong cái thời điểm hiện tại chúng ta có thể tham gia để chúng ta đầu tư. Thì đấy là những cái kịch bản của chúng ta đã đề ra. Và trên thực tế thì tuần vừa rồi thì VN-Index của chúng ta như thế nào như thế nào thì các anh chị cũng có thể thấy rằng cái điểm xanh này, cái đường xanh này chính là cái phiên kết tuần ngày mùng 8 tháng 11, thì khi đó Hùng có làm cái bản tin video số 78. Và khi đó thì Hùng có đề cập đến cái vùng 1015 đến 1020, và dự là VN-Index của chúng ta sẽ có những phiên test tích lũy lại vùng 1015. Và test đi thành công, từ đó để VN-Index có một cái nhịp, có một cái đà tăng mới để có thể chạm về được đến cái vùng target 1.040 điểm. Và phiên kết tuần thì hiện tại là thị trường của chúng ta đã kết thúc giao dịch ở mốc 1.010 điểm, tức là nó thấp hơn so với cái mức dự báo của chúng ta khoảng 5 điểm, 5 điểm. Và VN-Index thì đang lấp lại 1 phần 2 cái cây nến gần lấp, tức là lấp cái nến tăng mạnh gần trước đó. Và trong tuần vừa rồi thì nhìn chung là trên nhóm Zalo thì Hùng Lê chủ yếu là đi cập nhật các cái kịch bản của VN-Index, chứ còn lại là chúng ta gần như là chúng ta không có thêm những cái mã cổ phiếu mới, không có thêm những cái mã cổ phiếu mới để chúng ta tham gia đó. Và đến cái ngày thứ tư, trong cái phiên ngày thứ tư thì Hùng cũng đã có cập nhật một số cái mã cổ phiếu mới, và sau đó thì Hùng có cập nhật tiếp ở cái tình hình của thị trường. Trong đó thì Hùng có nhấn mạnh là cái lực tăng của thị trường thì về cơ bản là chúng ta cũng chưa có những cái lực tăng thực sự mạnh. Đây đây là một cái bản tin kết phiên ngày thứ tư, thì trong đó thì Hùng cũng đã có những cái kịch bản đánh giá lại, tức là chúng ta đánh giá view lại toàn bộ các cái kịch bản, và trong đó thì Hùng Lê có tiếp tục điều chỉnh cái kịch bản của VN Index của chúng ta. Đó là sau khi mà kết phiên ngày thứ tư thì thị trường của chúng ta không có lực hồi, và một số các chỉ báo ngắn hạn
thì ngắn đang cho thấy là đà rơi của các cái chỉ số VN-Index là chưa cầm, và kịch bản xấu hơn là VN-Index chạm lại mốc 1.005 điểm, tức là ăn 1/2 thân nến xanh của ngày 1 tháng 11. Và như vậy thì kết phiên ngày thứ tư thì Hùng Lê điều chỉnh cái kịch bản, tức là từ 1.015 điểm thì kịch bản là có thể mất thêm khoảng 5 đến 6 điểm nữa. 5 đến 6 điểm nữa thì mới có thể ngừng rơi và bắt đầu một cái nhịp tích lũy mới, bắt đầu một cái nhịp tích lũy mới. Và đây là cái bản tin kết phiên ngày thứ tư, tức là đến cái phiên ngày thứ tư thì Hùng Lê tiếp tục nhận thấy có những cái đà suy yếu, và ông đang đang đưa đến một kịch bản, tức là khả năng là thị trường nó sẽ ăn lại ở vùng 1.005, và sau đó thì có thể kéo lại ở quanh vùng 1.110 điểm, tức là kết phiên ngày thứ tư thì dự báo là thị trường sẽ tiếp tục cái đà suy yếu và dự kiến là sẽ mất thêm khoảng tầm 5 đến 6 điểm nữa. Thì trong phiên ngày hôm nay thì đóng cửa, tức là kéo lên được 1.100 điểm, và sâu nhất ở đây đó, sâu nhất ở đây là cũng về đúng đúng 1.005 điểm, và sau đó thì thị trường kéo lên ở mốc 1.1010. Thì tí nữa thì Hùng Lê sẽ đi phân tích và nhận định cái xu thế thị trường trong tuần mới. Nhưng rõ ràng một điều là chúng ta luôn chuẩn bị những cái kịch bản của thị trường, đúng không ạ? Tức là đến phiên ngày thứ sáu kết phiên thì Hùng đã có những cái kịch bản để đề ra cho tất cả những anh chị em của chúng ta là thị trường sẽ có một tuần suy yếu và một cái tuần chỉnh, để chúng ta luôn luôn chủ động trong những kịch bản đó. Còn có thể những cái phân tích nhận định của Hùng Lê nó có thể đúng và nó có thể sai. Và cái điều quan trọng nhất mà Hùng Lê vẫn luôn chia sẻ và đồng hành với tất cả các anh chị em của trong team của chúng ta, đó là khi chúng ta đúng thì chúng ta sẽ làm gì, và lúc chúng ta sai thì chúng ta sẽ làm gì. Đó, cơ bản là như vậy thôi. Còn không ai có thể luôn luôn đúng được ở trên thị trường chứng khoán. Đó, và cái kịch bản chúng ta dự báo là thị trường chỉnh thì Hùng cũng có tiên lượng ở khi mà kết phiên thứ sáu thì có tiên lượng ở vùng 1.015 điểm. Và đến phiên ngày thứ tư thì Hùng đã có điều chỉnh tiếp theo là cái kịch bản có thể test sâu hơn, tức là về 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 vùng 1.005 điểm đó. Thì bây giờ Hùng Lê sẽ cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích và định lượng lại toàn bộ kịch bản của thị trường, đúng không ạ? Hiện tại thì trên kênh của chúng ta Chiến binh trên từng con sóng thì một điều rất là tuyệt vời, đó là hiện tại đã có 3.980 anh chị em của chúng ta đăng ký kênh. Và sau mỗi một cái bản tin hàng tuần, sau mỗi một cái bản tin hàng tuần thì Hùng Lê cũng đã nhận được rất nhiều những lời động viên, chia sẻ rất là chân thành của tất cả anh chị em là cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền của Tổ quốc, và đã chia sẻ và cũng có hỏi Hùng Lê những cái mã cổ phiếu, thì Hùng Lê cũng đã có thu xếp những cái thời gian để trả lời cho gần như là tất cả những cái dòng comment của các anh chị ở dưới những cái bản tin hàng tuần, thì Hùng Lê đều dành thời gian để trả lời trong một cái khả năng tốt nhất để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư. Thì bây giờ Hùng Lê sẽ cùng tất cả anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại một tí đối với Vinhome VHM. Đối với Vinhome, ở trong cái kịch bản Hùng Lê đã đề ra ở trong tuần trước, đó là Vinhome cần phải từ cái vùng ở trên 100 này thì Vinhome sẽ cần phải chỉnh lại ở khoảng vùng 95. Ở cái vùng điểm tựa 95 này cũng là một cái vùng khá là hợp lý, thậm chí là Vinhome có thể test sâu hơn, nhưng mà trước mắt thì Hùng đã đề ra ở cái kịch bản là khoảng quanh vùng 95. Thì kết tuần, đúng không ạ? Kết tuần thì Vinhome đã đóng cửa vùng 96.3, tức là cách cái vùng này khoảng 1.300 nữa. Thì trong một cái xu thế ngắn hạn của Vinhome thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Vinhome đang có một cái nhịp chỉnh, và cái nhịp chỉnh là cần thiết bởi vì Vinhome đã có những cái nhịp tạo gap rất là lớn như thế này. Đó, những cái nhịp tạo gap lớn như thế này thì Vinhome cần phải chỉnh, và trong một cái xu thế ngắn hạn thì chúng ta cũng thấy là dòng tiền đang bị gãy gục xuống. Điều đó cho thấy một cái xu thế chỉnh của Vinhome nó là một cái điều không thể tránh khỏi được. Và một cái kịch bản nó sâu hơn, tức là Vinhome có thể, nếu như cái vùng 95 này Vinhome không thể tích lũy lại được, thì vùng 92.5 khả năng sẽ là cái vùng chốt chặn cuối cùng của Vinhome.
Vinhome sẽ chỉnh và chỉnh về đây tích lũy, và sau đó thì Vinhome sẽ có thể mở ra một cái chu kỳ mới, một cái trend sóng mới. Thì trong cái bản tin tuần trước thì Hùng Lê đã có đề cập đến cái kịch bản này rồi. Tuy nhiên để có được cái kịch bản này thì chúng ta cần phải quan sát những cái động thái tiếp theo của Vinhome. VIX trong tuần vừa rồi thì một số các anh chị em cũng có quan tâm đến mã cổ phiếu VIX và có hỏi Hùng là có chốt hay là có nên cắt không. Thì với quan điểm, với góc độ của Hùng Lê trong giai đoạn hiện tại, tức là VIX đã có một cái nền neo giá rất là dài, nền neo giá rất là dài từ vùng 115 đến vùng 118, đó là một cái vùng neo khá là dài. Và hiện tại thì VIX đang có những cái xu thế lình xình quanh cái vùng hỗ trợ quanh vùng 119, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Có thể là sau khi VIX rơi, dòng tiền có thể rơi về âm 5 và sau đó thì sẽ lình xình quanh cái mốc này, và cũng có thể là VIX sẽ có những cái sẽ có những cái nhịp hồi phục ở đây. Và Hùng đang kỳ vọng trong nhịp ngắn thì VIX có thể đánh chạm vùng 125, thì cũng như thế cũng đủ để chúng ta có thể chốt đánh ở trong một cái nhịp ngắn. Thì hiện tại một số các anh chị trong team của Lê cũng đang có cầm VIX, thì các anh chị lưu ý VRE. Đối với VRE, mặc dù phiên kết tuần VRE có một nhịp thoát nền 35, tuy nhiên thì cái nhịp thoát nền này thì nếu mà chúng ta xét ở trên một kênh xu thế tổng thể, ở trên một biểu đồ nến tuần, thì nó có tích cực trong một cái kênh xu thế, dòng tiền và một số các yếu tố tạo lập hiện tại của VRE đang khá là tốt. Trong cái kịch bản gần đây thì Hùng có đề cập đến việc là VRE có thể test chỉnh lại ở quanh vùng 34.5 đến vùng 33.5 ở đây. Đây là một cái biên của VRE. Thì trong tuần thì VRE đã có chạm vùng 34.5, đó có chạm tức là chạm cái kênh trên, và sau đó VRE có một cái nhịp thoát lên ở đây. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì VRE sẽ chưa thể tăng mạnh được, bởi vì dòng tiền đang bị đi xuống, và một số các chỉ báo kỹ thuật ngắn thì cũng có thể là chưa thực sự là ok. Tuy nhiên nếu chúng ta xét ở trên một cái góc độ trung và dài hạn đối với mã cổ phiếu VRE thì VRE lại đang có được một cái góc nhìn khá là tốt. Và trong cái nhịp đánh ngắn này thì Hùng đang kỳ vọng khả năng là VRE sẽ đánh chạm lại vùng 36.5 đến vùng 37 trong một nhịp ngắn của VRE. Nếu như VRE không gãy nền 34.5 thì kịch bản sang tuần tới thì VRE có khả năng VRE sẽ hồi và hỗ trợ thị trường cùng với VIX. VIX thì khả năng sẽ ngừng đà rơi tại vùng 119. Vinamilk, đối với Vinamilk thì nó sẽ dành khá nhiều cái sự quan tâm đến cổ phiếu Vinamilk. Sau những cái nhịp mà Vinamilk bán mạnh ở đây, đấy là những nhịp mà nhà đầu tư nước ngoài đã bán rất là mạnh và gần như bán ròng Vinamilk. Thì về bản chất là sau một cái nhịp mà Hùng Lê phân tích ở đây, đó là một nhịp mà Vinamilk đánh chạm về được đúng đến cái vùng target 135. Sau khi hình thành vùng target 135 thì Hùng Lê cũng có những cái phân tích đánh giá định lượng Vinamilk ở quanh vùng 129, tức là tại vùng 129 này thì đang có những cái đánh giá định lượng là khả năng là Vinamilk sẽ cầm đà rơi, và sâu hơn thì nó chỉ tích lại về khoảng vùng 127 đến vùng 128. Tuy nhiên trong tuần thì phiên hôm nay chính là cái phiên ngày 13 tháng 11 thì Vinamilk đã bị gãy kênh ở đây, và chính vì vậy nên là Vinamilk tiếp tục có những phiên đạp khá là mạnh, và hiện tại thì cái lực bán ròng của Vinamilk gần như mỗi phiên nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2 đến 1,5 đến khoảng 2 triệu cổ phiếu trung bình. Và cái lực bán ròng này thì Hùng cũng chưa có tiên lượng được cái động thái hiện tại của nhà đầu tư nước ngoài, thì không biết là FNN đang định làm gì, định gom cổ phiếu hay là định như thế nào, thì hiện tại là chúng ta cũng chưa có thể nắm được những cái động thái. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì như vậy là chúng ta cũng có thể thấy rằng là Vinamilk bị gãy kênh, tức là gãy vùng 129 là gãy kênh, và cái vùng hỗ trợ cuối cùng của Vinamilk ở đây đó là vùng 120. Và nếu như tại vùng 120 này Vinamilk không giữ được, tức là đây là một cái chốt chặn cuối cùng của Vinamilk, thì như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên một cái góc độ xu thế trung và dài hạn thì Vinamilk lại chết rồi. Tức là cái vùng chốt chặn cuối cùng là vùng 120, và nếu như gãy vùng 120 thì đấy là một cái tín hiệu rất là xấu của Vinamilk. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái tín hiệu đường MACD ở trên biểu đồ nến tuần của Vinamilk hiện tại đang chuyển pha xu thế và đang rất là xấu.
Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là một cái nhịp ở đây là một cái nhịp dòng tiền đã bị cắm xuống, dòng tiền đã bị cắm xuống rất mạnh. Ở đó thì cái việc mà dòng tiền bắt đầu cắm xuống ở đây thì đấy cũng là một cái điều đáng lo ngại của Vinamilk. Và nếu như Hùng Lê nhắc lại anh chị, nếu như Vinamilk không giữ được cái mốc trên 120 điểm thì đấy 120 thì đấy là một cái tín hiệu khá là xấu của Vinamilk. Trên xu thế hiện tại thì Vinamilk đang ở vào một thế rơi rất là mạnh, ở trong một thế rơi rất là mạnh, và ngày hôm nay thì Vinamilk đã có những phiên chạm vùng 120 và sau đó cuối phiên thì có kéo cầu lên, có hút lên. Tuy nhiên cái việc hút này thì nó cũng chỉ là tạm thời thôi, còn cái việc mà cổ phiếu đang rơi như thế này thì cần có thời gian để cổ phiếu Vinamilk ổn định trở lại. Nó không phải là ngày 1, ngày 2 mà nó có thể là mất trên biểu đồ đến tuần, tức là sẽ mất tuần. Đối với SAB thì ngày hôm nay có sàn để khả năng là tạo lập, cũng dồn ép để bung cái chỉ số của VN Index, và đã có giá sàn và cuối phiên thì kéo về tham chiếu. Đây các anh chị cũng có thể thấy nhìn một cái cây nến về doji chân khá là dài. Thì đối với SAB thì về cơ bản chúng ta không tham gia đầu tư, chúng ta chỉ kỳ vọng SAB nó không có gãy sâu thôi, tức là nó cứ đi lình trình ở quanh vùng là 250 để thị trường của chúng ta ổn định hơn mà thôi, chứ còn cái việc mà tham gia đầu tư đối với mã SAB thì chúng ta không tham gia. Trong xu thế ngắn thì về cơ bản SAB vẫn lình xình đi ngang, tức là chưa có những cái động lực tăng giá rõ rệt để ủng hộ cho thị trường. Chúng ta cùng điểm qua mã cổ phiếu VDC. VDC và tí nữa thì Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu MWG, thì hai cái mã cổ phiếu này là đã đạt cái target, các anh chị lưu ý, đã đạt cái target gần nhất, đó là đối với VDC đó là vùng 145. Và trong những cái kịch bản Hùng Lê phân tích đó là nếu như vùng 145 này VDC không bị gãy, các anh chị lưu ý, sau khi chạm 145 rồi thì VDC có thể chỉnh lại về vùng 142, và nếu mà tại vùng 142 này VDC không bị gãy mà tích lũy thành công thì cái cơ hội đánh tiếp một nhịp lên vùng 155, đó sẽ có cơ hội đánh lên một nhịp vùng 155. Trong xu thế ngắn hạn thì VDC đang đi ngang. Với việc là dòng tiền chưa có những tín hiệu thực sự là rõ rệt. Ở đây thì dòng tiền chưa một tuần vừa rồi dòng tiền vẫn tiếp tục đi ngang, và tín hiệu đường MACD thì đang khá là xấu khi mà biểu đồ tần suất đang ở dưới đường 0. Như vậy là về cơ bản là cổ phiếu sẽ đi ngang, chưa có những cái động lực mạnh để cổ phiếu có thể tăng giá mạnh. Thì đối với VDC là như vậy, kịch bản thì vẫn không thay đổi, tức là nếu như gãy vùng 142 thì những anh chị em nào mà chúng ta đang có thì chúng ta sẽ chốt, bởi vì như vậy thì cổ phiếu nó sẽ bị phá kênh và phá đi một cái kênh xu thế rồi, và chúng ta sẽ chia tay với cổ phiếu để chờ đợi những cái nhịp đầu tư tốt hơn. BVH thì BVH hôm nay chia Bảo Việt thì về cơ bản là vẫn đi ngang ở quanh nền, đây là nền 73. Dòng tiền tiếp tục đi xuống và tín hiệu đường MACD xấu, lực cầu không có thì cái xu thế của cổ phiếu nó sẽ chưa tăng mạnh được, và cái xu thế lình xình đi ngang khả năng vẫn tiếp diễn ở trong tuần tới. Mansan thì đối với Mansan thì nó cũng hoàn toàn tương tự, nó gần khá giống với BVH khi mà tín hiệu đường MACD thì nó không thực sự rõ ràng, và dòng tiền trong tuần thì gần như là dòng tiền đi ngang, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy là Mansan cũng chưa thể có một cái lực hồi mạnh. Ở những cái điểm hỗ trợ ngắn của Mansan thì ở đây quanh vùng 74, thì thường khi cổ phiếu chạm về vùng hỗ trợ thì có những cái viên dội đi dội lại. Còn trên một cái góc độ về một cái xu thế tổng quan, một cái xu thế dài hạn, hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy cái lực hồi của Mansan, và cái xu thế của Mansan ở trong tuần mới thì khả năng vẫn là một cái xu thế lình xình thôi, chứ còn chưa có những cái động thái để cho cổ phiếu này có thể đi xa hơn. Chúng ta cùng điểm qua một số các mã cổ phiếu về ngành dầu khí. Thì đối với mã cổ phiếu GAT, đúng không ạ? Nếu như những anh chị em nào mà đã theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê và đồng hành với Hùng Lê trong suốt một cái thời gian dài, thì Hùng Lê đã có phân tích GAT ở những cái góc độ đó là những cái sóng trung và dài hạn của GAT.
Thì trong cái kịch bản mà ngắn nhất gần đây thì Hùng có khuyến nghị các anh chị của chúng ta chốt gác ở vùng 107 và sau đó thì đang khuyến nghị gom lại ở quanh vùng 103.5. Quanh vùng 103.5 và rõ ràng là những anh chị em nào đã xem cái bản tin tuần trước thì chắc chắn có cái kịch bản đó. Và trong tuần thì gác không chỉnh được đến về vùng 103.5. Các anh chị có thể xem đây, đây là hình như phiên chỉnh sâu nhất thì phiên này là gác chỉ chỉnh về được vùng sâu nhất là 104, tức là nó chỉ nháy thêm tí nữa thôi, nó chỉ nháy thêm tí nữa thôi là ok, là chúng ta đã có thể gom được ở vùng 105, nhưng mà nó lại cái phiên này nó lại không nháy mà nó chỉ nháy về đến 104 và sau đó thì lực cầu tiếp tục hai phiên kết tuần thì lực cầu của gác khá là tốt, khá là ok. Và đến thời điểm hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đến thời điểm hiện tại thì gác đang bắt đầu bẻ một cái kênh xu thế chung và dài hạn, và cái mục tiêu nếu như tuần tới mà tín hiệu cổ phiếu của gác xác nhận thì cái target tiếp theo của gác sẽ đánh từ vùng 103, và như vậy là chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của gác ở đâu đó khoảng vùng 140. Đích đến tiếp theo của gác sẽ ở vùng 140, bởi vì sao? Bởi vì sau một cái quãng thời gian rất là dài tạo lập đánh gác gần như không cho gác gãy những cái nền 100 đó, những cái thời điểm đó là Hùng đã phân tích đến gác ở những cái thời điểm mà gác đã tạo thành những cái chen sóng như này thì nó sẽ rất là ok và để cho chúng ta đón đầu một cái chu kỳ mới. Thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị, tức là những cái nhịp gom quanh vùng 102.5. Nếu như những cái bản tin đâu đó khoảng bản tin khoảng 70 thì gì đó, tức là chúng ta lùi lại ở những cái thời điểm này, thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta đã gom ở quanh vùng 102.5 gì đó. Sau đó những cái vị thế ngắn hạn thì chốt ở vùng 107, và sau khi chốt xong thì Hùng lại tiếp tục gần nhất đó là vùng 103.5. Thì đối với gas hiện tại là một trong những cái mã cổ phiếu trụ tốt của thị trường và cũng là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Các anh chị lưu tâm là những cái mã cổ phiếu nào mà Hùng Lê đã khuyến nghị và nhấn mạnh đáng để đầu tư thì chúng ta nên nốt lại, và chúng ta có những cái phân tích định lượng của chính cá nhân chúng ta, của chính chính cá nhân chúng ta thôi. Chúng ta cùng nhìn lại mã cổ phiếu PVD. Thì đối với PVD thì chúng ta cũng có thể thấy rằng một kịch bản Hùng Lê đã đề ra đây, khả năng là chạm về đâu đó khoảng vùng 17 à 17 17 và sau đó thì PVD đang còn một cái sóng chỉnh C rất là mạnh ở đây. Và hiện tại thì những cái dấu hiệu này cũng đang cho thấy là khả năng cái kịch bản của chúng ta đề ra nó là thành hiện thực. Nó là thành hiện thực, tức là những cái nhịp chỉnh xuống hồi lên và sau đó thì một cái nhịp sóng này chỉnh xảy ra, và nhịp sóng chỉnh này xảy ra sẽ xác nhận khi mà sẽ mà khi mà PVD gãy vùng 15.5, tức là gãy vùng hỗ trợ đây. Khi PVD gãy vùng 15.5 thì như vậy là PVD sẽ cần tích lũy ở một cái nền thấp hơn, như vậy là PVD chính thức bước vào một cái xu thế downtrend, bước vào một xu thế downtrend. Và rõ ràng là xuyên suốt những cái bản tin rất gần xuyên suốt từ những cái thời điểm khả năng là khá là sớm sau khi Hùng Lê phân tích cái target của PVD là chạm vùng 19.5 đến vùng 20 ở đây. Sau cái nhịp này thì gần như Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị chúng ta tạm rời xa mã cổ phiếu PVD. Tiếp theo là PVS. Thì trong một cái nhịp ngắn của PVS thì gần như PVS và PVD nó cũng đang chạy khá là giống nhau, khá là giống nhau. Thì cái nhịp hồi này của PVS nếu có hồi được thì cũng chỉ chạm về đâu đó khoảng vùng 19.5 đến vùng 20, mắc đạt được 20. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong một cái góc độ ngắn hạn, đúng không ạ? Trong một cái góc độ ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng PVS gần như đang rất là yếu ở đây, và nếu như cái tình trạng này nó không không khắc phục lại được thì như vậy là PVS sẽ rơi và rơi như vậy thì nó sẽ rơi tiếp, và cái xu thế của cổ phiếu của PVS và hoàn toàn tương tự như PVD. Đó là PVS sau những nhịp Hùng Lê phân tích đạt được ở những cái target ở vùng 23 đến 24 đây. Các anh chị cứ xem lại đi, xem lại lịch sử những cái bản tin từ khả năng là sẽ phải từ ngày mùng 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 1 tháng 8, tức là từ tháng 8 đến bây giờ. Đó, sau những nhịp phân tích ở đây thì chúng ta đã có thể nhìn thấy rằng PVS đã bước vào một cái kênh xu thế giảm dài. Và giảm dài và giảm đến khi nào thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo, nhưng về cơ bản là khi nào cổ phiếu của chúng ta đã bước vào những cái chu kỳ như này thì chúng ta sẽ tạm rời xa nó và chúng ta sẽ chờ cổ phiếu có được những cái nền tích lũy tốt hơn, chúng ta sẽ quay lại.
PLX thì đối với PLX trong giai đoạn hiện tại thì một cái vấn đề nó khá là lớn, đó là cái lực cung cầu. Thì một số anh chị cũng có hỏi Hùng là có mua PVD không, à PLX không, thì Hùng đánh giá rằng PLX thì trong một cái nhịp hồi nó chỉ mang tính chất một cái nhịp hồi ngắn hạn, và maximum của cái nhịp hồi này thì nếu mà hồi được mắc thì chạm vùng 61 là cổ phiếu sẽ chỉnh đó. Vậy thì khi mà một cái nhịp hồi ngắn như vậy thì chúng ta cũng 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 không nhất thiết là chúng ta phải đua tranh những việc gì cả, bởi vì là khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ cân nhắc giữa cái yếu tố lợi nhuận và rủi ro đó. Cái yếu tố lợi nhuận mà thấp mà yếu tố rủi ro lớn thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ tìm những cái mã cổ phiếu khác, hoặc là chúng ta đi chơi, chúng ta sẽ chờ những cái cơ hội khác nó tốt hơn, đúng không ạ? Chứ còn chúng ta cũng không nên phải cố đấm ăn xôi đó. Còn PLX thì hiện tại là dòng tiền đang 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 hơi yếu, còn những cái lực hồi này thì nó cũng mang những cái tính chất là lực hồi ngắn, và khi chạm những cái vùng, với những cái lực hồi ngắn thì khi chạm những vùng kháng cự thì cổ phiếu sẽ rơi lại ngay ở sau đó. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng không nên tham gia. Chúng ta sẽ đi các cái nhóm ngành của mã ngân hàng. Thì chúng ta trong những cái bản tin phân tích định lượng của Hùng Lê gần đây thì Hùng Lê tập trung khá nhiều đến nhóm ngân hàng, bởi vì khi đó Hùng Lê có nhìn thấy được một cái sóng của toàn ngành ngân hàng, và lúc đó thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia để đầu tư tập trung vào các cái nhóm ngành ngân hàng, các cái nhóm trụ cơ bản tốt. Thì Vietcombank sau khi hoàn thành cái mô hình phân tích ở đây, đấy là mô hình ở vùng 90. Ở vùng 90 thì trong một cái kịch bản ngắn của Hùng Lê, Hùng có đề cập ở trên team Zalo, thì Vietcombank có thể sau khi mà kéo lên ở đây là vùng 92.5 thì Vietcombank có thể test lại ở quanh vùng 90.5 đến vùng 91, và nếu như tại vùng này mà Vietcombank tích lũy được thành công thì như vậy là cái cơ hội để Vietcombank, chúng ta đang tiên lượng ở một cái nhịp mà Vietcombank có thể đánh chạm vùng 100. Tuy nhiên sau cái bản sau sau cái nhịp kết tuần này thì Vietcombank, cái nhịp chỉnh của Vietcombank để tích lũy để đi lên thì khả năng là chúng ta sẽ phải điều chỉnh, tức là ở cái vùng 90 này khả năng là Vietcombank sẽ không tích lũy lại được, bởi vì một số các chỉ báo kỹ thuật ngắn của Vietcombank thì đang cho thấy rằng là Vietcombank sẽ bị áp lực chỉnh trong ngắn hạn. Và như vậy thì sau cái bản tin này thì chúng ta sẽ đề cập đến một cái mức hỗ trợ, tức là Vietcombank sẽ tả hết lại toàn bộ cái nhịp tăng, tức là từ cái vùng đây, từ cái vùng 88, từ cái vùng 88 đó. Bây giờ chúng ta sẽ xóa những cái này đi để chúng ta có được những cái phân tích định lượng nó tốt hơn của Vietcombank. Thì với cái kịch bản ngắn như hiện tại thì Hùng Lê nhìn thấy rằng là Vietcombank sẽ chịu những cái áp lực chỉnh, bởi vì là dòng tiền nó chưa có, thì như vậy là Vietcombank sẽ chỉnh, và cái mức hỗ trợ ở đây là vùng 88, khả năng Vietcombank sẽ chỉnh lại, tức là vùng 92.5, đánh trả vùng 88, và từ vùng 88 này mà tích lũy lại thành công thì như vậy là cái mục tiêu của Vietcombank đánh về vùng 100 thì Hùng nghĩ là vẫn còn, và cái vùng 88 này có thể sẽ là vùng đệm để giúp cho Vietcombank có thể có một cái nhịp đánh tiếp theo. Thì đối với Vietcombank thì như vậy. Đối với mã cổ phiếu BID, về bản chất đối với mã cổ phiếu BID thì gần như là BID đã hoàn thành cái mục tiêu chúng ta phân tích ở đây, đó là BID đã chạm vùng 42.5 đến vùng 43, và mạnh hơn thì chúng ta đang kỳ vọng ở vùng 44. Ở vùng 44 của BID là cái vùng cuối cùng, tức là gọi là cái nhịp 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 đánh cuối cùng. Thì có thể là trong một cái thời điểm hưng phấn nào đó thì BID sẽ có những cái phiên đánh thốc lên như vậy, để coi như cũng là một cái nhịp rũ hàng để phân tích, để BID có thể coi như là kết kết thúc của một cái chu kỳ tăng đầu tiên. Còn việc mà BID mở ra những cái sóng mới thì lúc đó chúng ta sẽ phân tích sau. Còn trong ngắn hạn thì khả năng BID sang tuần tới thì BID sẽ có những phiên test chỉnh lình xình ở đâu đó khoảng quanh vùng 40, tức là đây này, tức là BID nếu chỉnh sau khoảng vùng 41.7, 41.7 đây sẽ là cái vùng hỗ trợ của BID ở đây, và ở vùng 41.7 này thì Hùng vẫn kỳ vọng, các anh chị nhé, vẫn kỳ vọng đánh lên
chạm vùng 44, và đến hiện tại thì tất cả những cái tài khoản của ông Lê, trong team của ông Lê đang nắm giữ Bit thì ông đã có khuyến nghị rồi. Tức là các anh chị chủ động để chúng ta có được những cái cách để chúng ta chốt lời. Thì có thể là hôm nay chúng ta ví dụ khi chạm 42.5 chẳng hạn thì chúng ta chốt 10%. Ví dụ như vậy chạm 43 thì chúng ta chốt 10%. Đó, ví dụ như vậy thì cái cách chốt lời nó thì tùy thuộc vào cái cách quản trị của từng cái tài khoản và cái cách trending của từng anh chị. Thì đối với Bit là hiện tại thì Hùng Lê cũng đã nhìn thấy rằng là Bit đang chạy những cái sóng cuối rồi. Từ những cái thời điểm chúng ta phân tích ở quanh vùng 33, 32, 33 gì đó, Hùng cũng không nhớ lắm, các anh chị có thể xem lại những bản tin trước đây. Tiếp theo thì chúng ta cùng xem mã cổ phiếu công thương CTG. Đối với CTG thì trong những kịch bản Hùng Lê phân tích và định lượng gần đây thì Hùng đang có đề cập đến cái việc là công thương đang có một cái nhịp từ vùng 21.5 đến vùng 22. Khả năng đây sẽ là một trong những cái nền tảng để giúp cho công thương có những cái định lượng về một cái chu kỳ trung và dài hạn của công thương. Tức là khi mà cổ phiếu mà bẻ từ kênh xu thế giảm giá sang kênh xu thế tăng giá dài hạn thì thời gian nó sẽ mất rất là nhiều để nó cân bằng lại, để nó tức là các anh chị cứ hiểu là cổ phiếu nó đang từ thế yếu, đúng không ạ? Tức là rất yếu, đúng không ạ? Rất yếu, tức là sau một cái xu thế dài hạn rất yếu thì cổ phiếu được bồi dưỡng lại, đúng không ạ? Để nó từ cái trạng thái yếu là nó trở thành cái trạng thái cân bằng, tức là nó hơi gọi như đi hai chân bằng nhau, ví dụ như vậy, không đi khập khiễng nữa. Đó, và từ cái trạng thái cân bằng đó thì nó lại cần thời gian để nó hồi phục lại và để nó bước sang một cái trạng thái mới, đó là một cái chu kỳ tăng giá dài hạn, tức là một cái sóng khỏe mới, nó khỏe mạnh hơn. Thì đối với kịch bản của công thương thì Hùng vẫn đang đánh giá là trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ chờ công thương ở một cái sóng dài hạn, ở một cái sóng dài hạn. Còn trong ngắn hạn thì áp lực chỉnh của công thương đã xuất hiện ở đây khi mà đường MACD tiếp tục có những tín hiệu xấu hơn và tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, như vậy là công thương sẽ chịu những áp lực chỉnh trong ngắn hạn. Và khả năng thì chúng ta sẽ với những cái tài khoản mà chúng ta xác định đánh dài, chúng ta cũng có thể canh từ vùng 21 đến khoảng vùng 21.5. Đây là những cái vùng mà công thương chúng ta có thể gom dần để chúng ta chờ đợi một cái sóng trung và dài hạn của công thương. ACB, chúng ta sẽ xem ACB. ACB là đã vượt cản vùng 24.5. Tuy nhiên trong tuần vừa rồi thì thị trường xấu, áp lực chỉnh của thị trường dẫn đến việc là đây, cái vùng cản 24.5 này là đã đánh qua đến chạm vùng 25. Trong phiên ngày 13 tháng 11 và sau đó thì ACB lại đang bị áp lực chỉnh lại, đang bị áp lực chỉnh lại, và nhìn chung thì cả nhóm ngân hàng hiện tại đang chỉnh. Những cái áp lực chỉnh có thể sẽ đến vẫn chưa kết thúc trong tuần tới khi mà dòng tiền của ACB tiếp tục có những cái dấu hiệu suy yếu dần, đúng không ạ? Dấu hiệu suy yếu dần, một số các cái tín hiệu kỹ thuật ví dụ đường MACD cũng đang chuyển từ pha xu thế tích cực sang pha xu thế tiêu cực. Thì đối với kịch bản ngắn của ACB, nếu một kịch bản ngắn của ACB thì ACB chúng ta sẽ xem trên biểu đồ đến tuần thì khả năng hợp lý hơn. ACB có thể chỉnh lại, tích lũy lại nền 24.2. Tức là nếu như ACB không bị gãy nền 24 mà tích lũy lại được ở quanh nền 24 ở đây thì cái cơ hội mà để cho ACB tiếp tục có những cái nhịp đánh lên tiếp theo thì chúng ta vẫn có những cái cơ hội kỳ vọng, đó là ở vùng đâu đó khoảng vùng 26.5. Ở vùng 26.5 trên xu thế ngắn hạn thì ACB sẽ còn áp lực chỉnh, bởi vì là những cái xu thế hiện tại là chúng ta chưa nhìn thấy những cái lực hồi và những cái tín hiệu tích cực từ phía ACB. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu STB. Đối với STB thì về cơ bản là trong tuần vừa rồi thì STB lại bị mất dòng tiền và sau đó thì tín hiệu đường MACD tiếp tục xấu. Cùng với đó là dòng tiền tiếp tục đi ngang. Điều này cho thấy rằng ACB sẽ chưa thể tăng ngay được, và như vậy thì
Cái kịch bản tiếp theo, khả năng ACB lại lại tiếp tục đi ngang ở quanh vùng 10.7 để tích lũy để đi lên. Tín hiệu đi lên mạnh chưa có, tín hiệu đi lên mạnh chưa có. Chưa có. Cùng với STB thì chúng ta sẽ phân tích luôn mã cổ phiếu SHB. Thì về cơ bản SHB trong cái giai đoạn hiện tại thì cũng đang quan sát ở vùng 6.5 đến vùng 6.7. 6.5 đến vùng 6.7 để chúng ta có thể kỳ vọng một cái kênh xu thế mới của SHB có thể mở ra. Tuy nhiên với việc là dòng tiền đang ở duy trì một cái mức khá là thấp thì nó sẽ chưa đủ lực để đánh SHB. Với SHB và STB thì phải có những phiên từ 15 đến 20 triệu một cổ phiếu trên một phiên, và cái lượng đó nó phải duy trì đều thì khi đó chúng ta mới tính toán được một cái tọa độ, tức là SHB sẽ có những lực hồi mạnh. Còn về cơ bản là ở thời điểm hiện tại thì SHB đang có những cái pha xu thế chuyển mình, và cái chuyển mình đó nó có thành công hay không thì Hùng đang quan sát ở quanh nền 6.5 đến đến vùng 6.5 đến vùng 6.7 đối với mã cổ phiếu SHB. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu MBB. MBB thì cũng bị chỉnh theo dòng ngắn hàng. Đối với MBB thì cũng là một mã cổ phiếu cùng với ACB đã vượt cản vùng 20 bao nhiêu đấy, 23.5. Trong trong tuần thì đã vượt cản 23.5, và cái việc mà vượt cản xong thì cổ phiếu này lại không giữ được, tức là không giữ được vùng 23.5 mà sau đó thì lại đang giảm về vùng nền, tức là về vùng khung. Đó, về vùng khung ở đây tức là vùng 22.5 đến vùng 23. Thì các anh chị đặc biệt lưu tâm giúp Hùng lên, tức là tín hiệu ngắn hạn của MBB đang chuyển từ tín hiệu tích cực và sang tín hiệu tiêu cực. Khi mà đường MACD biểu đồ tần suất tiếp tục nằm dưới đường zero và dòng tiền, đúng không ạ? Dòng tiền thì đang có những cái tín hiệu suy yếu nhất định, tức là đang có những cái pha xu thế xấu hơn, là đang có những cái pha xu thế xấu hơn. Và như vậy thì chúng ta nếu về bản chất thì trong một kênh xu thế chung và dài hạn của MBB thì chúng ta vẫn kỳ vọng một cái kênh xu thế đi. Tuy nhiên trong những áp lực về ngắn hạn, nếu như cái vùng 22.5 này bị gãy thì như vậy là cổ phiếu này lại có những cái xu thế tích lũy về vùng sâu hơn. Đó, về vùng sâu hơn ở dưới này. Thì cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào từng chiến lược đầu tư của các anh chị. Tức là nếu như chúng ta bị gãy nền kỹ thuật thì chúng ta có thể ra 50%. Đó, chúng ta có thể ra hàng 50%. Ví dụ như vậy, và chờ đến vùng chạm những cái vùng hỗ trợ dưới này và cổ phiếu tích lũy trở lại được thì chúng ta lại mua lại đúng bằng 50% chúng ta đã bán ở trên này. Đó thì đấy là một cái cách, cái đó thì tùy từng cái cách chiến lược, tức là chiến lược của từng nhà đầu tư. Đó. Và Hùng Lê lưu ý lại là nếu như MBB bị gãy nền 22.5, đó là một tín hiệu xấu và chúng ta cần phải tạm thời chúng ta cần phải bán những cái vị thế nào đang lời, chúng ta tạm thời chúng ta bán để chúng ta chốt lời trong ngắn hạn. Và chúng ta chờ cổ phiếu tích lũy trở lại để chúng ta gom lại và mua lại sau. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu HCM. Thì hai mã cổ phiếu về ngành chứng khoán đó là HCM và SSI. Thì trong trong ngắn hạn thì Hùng đang đánh giá rằng HCM là một trong những mã cổ phiếu mà có những cái lực đi tốt hơn, so với SSI. HCM thì trong cái những cái kịch bản Hùng phân tích ở đây, tức là sau cái chạm nền 26, cổ phiếu này sẽ chỉnh lại ở khoảng nền 25. Và tại nền 25 này nếu như HCM tích lũy lại được, không bị gãy, thậm chí là có thể đánh chạm sâu sâu hơn một tí, tức là khoảng vùng 24.5 đó, vùng 24.5 đến vùng 25 không bị gãy và tích lũy lại được thì cổ phiếu sẽ có xu thế đánh vượt lại cái vùng kháng cự vừa tạo ra ở đây là vùng 26, và sau khi mà vượt được vùng 26 rồi thì chúng ta sẽ có những phân tích định lượng tiếp theo, có thể chạm vùng 29 đến vùng 30. Thì trong phiên kết tuần, thì HCM đã chạm vùng 25 đúng không ạ? Chạm vùng 25. Và một số các tín hiệu ngắn hạn thì chúng ta tạm thời là chúng ta đang nhìn thấy là dòng tiền đã bị suy yếu đi, tức là chứng tỏ rằng là cái áp lực mà chỉnh của HCM vẫn đang còn hiện hữu. Một điều tích cực hơn đó là trong những phiên chỉnh này thì cầu của cổ phiếu nó cũng không quá lớn. Chính vì vậy nên chúng ta cũng có thể tạm thời chúng ta yên tâm hơn một tí. Và trong cái kịch bản mà Lê đưa ra ở đây thì khả năng HCM sẽ có những phiên trả lại có thể là sâu hơn một tí, đó là nó sẽ là ở lại ở vùng 24.5 đến vùng 25. Ở vùng này mà cổ phiếu tích lũy lại được thì
chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Về cơ bản là tích lũy lại ở vùng này và có những phiên cầu hút trở lại thì cái xu thế tăng giá tiếp theo của HCM chúng ta sẽ được tiếp tục. Đối với SSI, bản chất của SSI thì cũng có nói rồi, SSI là đang một trong một cái chu kỳ tích lũy trở lại, trong một cái chu kỳ tích lũy trở lại, và cái vùng tích lũy có thể quanh vùng 21.3 và cái biên của nó thì nó ở vùng 21 đến vùng 22. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SSI thì nó cũng sẽ chưa tăng mạnh được, khi mà dòng tiền ở trong tuần tiếp tục có một sự suy yếu nhất định, và đường MACD thì nó cũng đang khá là xấu. Và chúng ta xem trên biểu đồ đến tuần thì về cơ bản là SSI cũng chưa thoát khỏi được một cái kênh xu thế, và đây là những cái thời điểm mà nếu chúng ta mua thì chúng ta sẽ đón chờ một cái vị thế, tức là mua gom. Những cái điểm mua gom thì thường sẽ là 1/4 đến 1/3 số chúng ta định mua, và chúng ta chờ cổ phiếu về đến tài khoản để chúng ta xem cái phản ứng của mã cổ phiếu đó nó lên hay nó xuống hay như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược phù hợp. Còn với quan điểm và góc nhìn cùng lên thì SSI vẫn đang ở trong một cái nền tích lũy. Cùng với HCM thì đấy là hai mã cổ phiếu chứng khoán mà chúng ta phân tích trong các bản tin hàng tuần. Chúng ta cùng điểm lại mã cổ phiếu Hòa Phát. Đối với Hòa Phát thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng Hòa Phát ở một cái kênh xu thế, ở một cái kênh xu thế dài. Kênh xu thế dài đó có thể nó sẽ được đề cập ở quanh vùng 20 đến vùng 21, đó là cái nền mà Hòa Phát sẽ tích lũy tại đó, sẽ bẻ pha xu thế tại đó và để hình thành nên một cái kênh xu thế mới. Thì trong một cái nhịp ngắn hạn ở đây thì Hùng cũng đang kỳ vọng là Hòa Phát sẽ đánh lại ở vùng 24.5, đánh chạm kênh từ khoảng vùng 24.5 đến vùng 25, và từ cái vùng này thì cổ phiếu sẽ chỉnh lại để cân lại cung cầu, đúng không ạ? Tức là từ cái vùng ở đây khoảng từ vùng 21.5, đúng không? Từ vùng 21.5 đánh chạm vùng 24.5. Đó, chạm vùng này xong thì sau đó thì sẽ trả lại cung cầu một tí ở quanh vùng 23, và sau đó thì cổ phiếu này tích lũy lại được ở quanh đây, và chúng ta sẽ có những phân tích định lượng tiếp theo. Về cơ bản thì đối với Hòa Phát, trong team vùng lên các anh chị cũng đã có những anh chị là chúng ta cũng đã mua gom rồi và chúng ta đón đầu một cái xu thế mới của Hòa Phát thôi. Còn trong ngắn hạn thì Hòa Phát cũng nó giống như GAT ấy, tức là cứ quăng cuột từ vùng 100 lên vùng 107, xong rồi nó lại giảm, rồi xong đó lại tăng, nó lại giảm, và nó sẽ chờ đến lúc mà mọi cái yếu tố tạo lập của Hòa Phát nó xong thì lúc đó nó sẽ có những cái tín hiệu xác nhận, giống như GAT bây giờ khả năng là đã có những cái tín hiệu xác nhận rồi. Thì đối với những cái vị thế của Hòa Phát thì Hùng vẫn một số các tài khoản thì Hùng vẫn đang khuyến nghị là chúng ta sẽ quan tâm, nếu mà chưa có thì sẽ quan tâm ở quanh vùng 22.5, và sâu hơn sẽ là vùng 22. Thì đấy là những vùng mà các anh chị có thể cân nhắc để chúng ta mua Hòa Phát để đón một cái xu thế dài. Đối với mã cổ phiếu FPT thì FPT là trong phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà dòng tiền bị gãy gập xuống với một cái lượng hàng đẩy khá là mạnh ở đến 5 triệu cổ phiếu. Thì đây là một cái yếu tố tạo lập nó khá là bất thường, bởi vì là một số các anh chị cũng có hỏi Hùng là thế như vậy thì chúng ta có bán không? Thì Hùng có đề cập đến việc là với một cái yếu tố bất thường như thế này thì chúng ta sẽ cần quan sát thêm ở những cái phiên tiếp theo để chúng ta có những cái định lượng. Và cái điều quan trọng nhất đó là FPT ở trong một cái chu kỳ dài, tức là vùng 56 đến vùng 57 ở đây. Nếu như mà gãy cái vùng này thôi hết, thôi xong, nó không còn cái gì để chúng ta nói nữa. Còn nếu như nó vẫn neo đậu được ở đâu đó ở khoảng vùng 58 thì chúng ta vẫn còn cơ hội, bởi vì là Hùng cũng có phân tích định lượng ở trên team Zalo, tức là đây cũng là một cái phiên mà cái lượng hàng ra rất là mạnh, cũng tương đối gần đến 5 triệu cổ phiếu, giá cổ phiếu lên và sau đó thì không giữ lại được, và sau đó thì có những cái phiên mà ổn định trở lại, và sau đó thì cổ phiếu tiếp tục tích lũy và là có những nhịp tăng lên như thế này. Nó vậy thì bây giờ là một cái điều cũng khá là tốt, đấy là phiên ngày hôm nay thì gần như là nó đã hình thành nên được một cái cây nến gần doji ở đây đó, và cái lực cầu thì hôm nay cũng duy trì ở mức khá là tốt, tức là không bị mất cầu. Thì như vậy là cái cơ hội để FPT đánh lại vùng 60, tức là những cái target chúng ta phân tích ở vùng 60 và đang kỳ vọng ở vùng 65. Hiện tại là vùng, bây giờ để lên được vùng 65 thì chúng ta phải có những yếu tố kỹ thuật, thứ nhất là vùng 56 đến vùng 57 không bị gãy này, đúng không ạ? Và cổ phiếu sẽ không bị gãy tiếp, tức là nó sẽ có những cái xu thế để lấp lại
dần cái cây nến đỏ ở trên này. Và một cái điều quan trọng nữa là phải vượt vùng 60 đó. Khi có những yếu tố vượt vùng 60 với những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì lúc đó chúng ta mới có thể chắc chắn rằng FPT có thể đánh chạm vùng 65. Ở trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ quan sát tiếp FPT của 3 phiên đầu tuần, và sau buổi tối ngày thứ tư thì cũng sẽ có những phân tích định lượng về mã cổ phiếu FPT để cho chúng ta có những cái cập nhật nó tốt hơn. Về mã cổ phiếu Z cũng là một trong những mã cổ phiếu blue chip, thì về cơ bản trong ngắn hạn thì Z đang có một cái nền tích lũy đi ngang đây. Chưa thực sự là mạnh trong tuần thì Z đã có nhịp giảm giá và chạm kênh xu thế dưới, tức là khoảng vùng 37. Tín hiệu dòng tiền yếu và tín hiệu đường MACD hơi xấu nên là Z sẽ chưa tăng mạnh được đâu. Và với tín hiệu này thì khả năng Z lại chạm lại vùng đáy cũ ở đây, tức là vùng 36. Z lại chạm lại vùng 36 sang tuần thì Z áp lực vẫn chỉnh, và từ vùng này có tích lũy được hay không thì chúng ta sẽ quan sát tiếp. Còn trong ngắn hạn áp lực của Z chỉnh nó vẫn còn. Một số anh chị có hỏi Hùng Novaland thì nó không có cái gì cả. Novaland thì hỏi là sao nó cứ xuống hoài, thì về cơ bản là cổ phiếu này là một cổ phiếu bo cung, tức là mình té tát theo đội nước đội lái. Thì cũng có đề cập đến là khả năng nó chỉnh về vùng 57 thì khả năng lại kéo lên đó. Các anh chị có nhìn thấy đây, vùng 57 thì kéo lên được một ít này, đây cũng kéo lên này, rồi đây cũng kéo lên này, rồi đây cũng kéo lên này, rồi đây cũng kéo lên, đại loại là Novaland thì chỉ như thế thôi. Cổ phiếu VCG là một cái mã cổ phiếu mà trong cái bản tin tuần trước thì đã có những cái đề cập đối với mã cổ phiếu này, tức là tạo lập sẽ làm gì sau khi mà VCG có một cái nền đi ngang không bị gãy. Ở đây là nền 26, nền 26 và dòng tiền, một số các tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang cho thấy là mấy ông tạo lập này cũng đánh khá là khó chịu. Đây một cái nhịp này đánh lên xong đấy lại cho gãy hết, và hình như là cái nhịp này là bạn đang gom lại. Thì sau một có một câu nói rất là hay và kinh điển trên thị trường chứng khoán, đó là sau một bình nguyên thì có thể là một chân trời mới sẽ mở ra, và hoặc là một cái hố sâu lớn sẽ chôn vùi chúng ta. Thì với VCG hiện tại thì Hùng đang kỳ vọng là một chân trời mới, đó sẽ là một chân trời mới. Và Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị em, nếu như chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu này thì chúng ta có thể mở mua quanh vùng 27. Đấy là những cái vị thế mua gom, và chúng ta chờ cổ phiếu về đến tài khoản và chờ những yếu tố tạo lập, tức là có đánh vượt vùng 28, 29 không, thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng. Đó, cái phương pháp đầu tư của chúng ta thì nó sẽ rất là từ tốn, rất là an toàn. Một mã cổ phiếu về ngành nhựa đó là BMP. Thì đối với Bình Minh là một trong những cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã có đề cập đến với các anh chị, đó là chúng ta cần đánh ở những cái sóng dài, chứ còn đánh ngắn thì Bình Minh nó đánh khá là khó chịu, bởi vì là những cái phiên tăng lên xong rồi giảm xuống, tăng lên xong rồi giảm xuống, nó rất là khó chịu. Và cái vùng hỗ trợ 52 này thì phiên ngày hôm qua thì đánh gãy một tí, và phiên ngày hôm nay thì kéo lại. Thì về cơ bản là để Bình Minh xác nhận một xu thế đi tiếp thì Bình Minh cần phải kéo lại vượt kênh, tức là phải vượt lại vùng đâu đó 53 đến vùng 54. Và trong một cái kịch bản ngắn thì có đề cập đến việc là cái vùng 52 này sẽ là một cái điểm tựa để có thể giúp định lượng được là Bình Minh có đánh chạm được về vùng 60 không. Thì về cơ bản là phiên kết tuần thì Bình Minh đã lấy lại được vùng 52 và đóng cửa vùng 52.8, thì như thế là tạm thời chúng ta yên tâm. Và đối với Bình Minh thì là một mã cổ phiếu đánh sóng dài, các anh chị lưu ý. Các cái điểm mua mới thì cái này thì tùy từng cái khẩu vị của các anh chị thôi. Những cái áp lực chỉnh của Bình Minh, tức là đây chưa hết, và nó có thể vẫn có những cái nhịp đánh lên đánh xuống quang cuột ở đây. Còn đối với Bình Minh thì về cơ bản là chúng ta đánh một cái sóng dài, còn đánh ngắn lướt lát thì nó cũng khá là khó. Một cái mã cổ phiếu MWG cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta cần phải nói nhiều đến hôm nay. Thì đối với MWG trong một kịch bản ngắn Hùng lên phân tích ở đây, đó là target 130 đạt, và sau đó thì MWG đã có những phiên chỉnh về quanh vùng 120 không gãy.
Thì tại vùng 120 này thì Hùng Lê tiếp tục có những phân tích định lượng là từ vùng 120 này có thể đánh chạm lại vùng 140, và trước khi chạm lại vùng 140 thì cái kháng cự đó nó phải đánh được, vượt qua được vùng 130. Thì rõ ràng là trong cái kịch bản này thì MVKG đã không đánh được, thoát được vùng 130 và có những phiên suy yếu. Và hiện tại trong những cái bản tin là Hùng có đề cập đến vùng 124.5. Nếu như gãy vùng 124.5 này thì đấy là một cái tín hiệu bắt đầu xấu của MVKG, và việc gãy vùng 120 thì coi như chúng ta có thể bán tất toán, bởi vì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật, những cái tín hiệu kỹ thuật mà có thể cho thấy rằng là cổ phiếu này đã gần như là nó đã bị kết thúc, tức là cái target cuối cùng mà MVKG có thể đạt được đó là vùng 130 chứ không phải là vùng 140, đúng không? Như chúng ta phân tích. Một số các tài khoản hiện tại là chưa ra MVKG thì Hùng Lê khuyến nghị là từ những cái điểm này nếu như MVKG hồi lại thì chúng ta nên bán. Chúng ta nên bán và chúng ta sẽ chuyển sang đầu tư những mã cổ phiếu khác đang có những cái tín hiệu tốt hơn, ví dụ như GAT, đúng không ạ? Ví dụ như tí nữa Hùng sẽ phân tích BSR, POVK, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ chuyển hướng. Bởi vì như vậy là MVKG cũng đã có một cái kênh xu thế đi nó khá là dài rồi. TV2 thì cổ phiếu này thanh khoản nó hơi thấp, chạm lại vùng 85, tức là chạm lại vùng ở đây thì TV2 lại đang có những phiên phục hồi ngắn. Đối với mã cổ phiếu TV2 này thì cũng là mã cổ phiếu đánh theo kênh, đánh theo sóng, nhưng mà trong cái kịch bản Hùng đề ra đây thì khả năng là cổ phiếu này chạm về vùng 80, tích lũy nền, và từ vùng 80 này thì chúng ta có thể tham gia, còn cái vùng lưng chừng này thì thôi chúng ta không tham gia, bởi vì là chúng ta cũng không tiên lượng được cái việc là cổ phiếu đó nó sẽ đánh như thế nào, nên nó cũng khá là khó. PNG thì đối với PNG là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng đã liên tục phân tích cập nhật, và trong những cái bản gần đây thì Hùng có đánh giá rằng là PNG có thể cân lại cung cầu quanh vùng 85. Tại vùng 85 này không bị gãy thì cái đích đến ngắn ngắn ở đây khoảng quanh vùng 88, và mạnh hơn thì có thể hồi về vùng 90. Hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là Hùng đang tính toán ở một cái tọa độ là PNG đang có một cái sóng dài ở đây. Tuy nhiên để đánh sóng dài hay không thì chúng ta cứ tạm thời là về đến những cái target thì chúng ta cái chốt đi, xong rồi chúng ta sẽ cover lại. Tức là khi về đến cái vùng này trong một cái sóng dài thì không phải là cổ phiếu cứ cắm đầu cắm cổ đi, và về đến vùng này thì cổ phiếu có thể nó sẽ gãy xuống một tí như này. Đó, gãy xuống một tí như này, tích lũy lại được ở cái vùng dưới này thì sau đó thì Hùng sẽ phân tích, có những phân tích định lượng. Đó, ví dụ như vậy, và từ những cái phân tích định lượng này thì cổ phiếu lại tiếp tục có những cái nhịp đánh lên như này. Đó thì là cái cách đi của cổ phiếu sóng dài là như vậy. Chúng ta tận dụng những cái nhịp mà đạt những cái target của chúng ta phân tích ở đây thì chúng ta tạm thời chốt. Chốt để chúng ta bảo toàn được cái vị thế của chúng ta, đó là chúng ta chốt lãi. Và chúng ta sẽ mua lại khi mà cổ phiếu tích lũy nền và cổ phiếu có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận. Đó thì như vậy là chúng ta cũng rất là an toàn. Mã cổ phiếu Bao A thì tí nữa cũng sẽ phân tích một số cái mã cổ phiếu dược, DG, Techcombank, HSG, HD Bank, một số mã cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng thì tí nữa cũng sẽ phân tích. BSR, FLC, FLC thì hôm nay bị sàn, anh Quyết đánh khá là kinh điển, rốt hôm nay giao dịch 26 triệu, vẫn duy trì ở mức khá là tốt. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm lại toàn bộ một số các cái mã cổ phiếu đầu ngành, một số các cái trụ. Thì về cơ bản nhìn chung chúng ta sẽ có những yếu tố như sau để chúng ta tổng hợp lại tình thị trường. Thứ nhất là thị trường kết phiên tuần đã có một cây nến chạm vùng 1050 và sau đó thì hút lên. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là nhìn ở trên một góc độ tổng thể về VN Index của chúng ta đang có những cái tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu đi xuống và chưa có những cái dấu hiệu hồi và chưa có những cái dấu hiệu hồi phục. Tín hiệu đường MACD thì nó cũng biểu đồ tần suất cũng đang chuyển từ xu thế tích cực sang xu thế tiêu cực, và một số các tín hiệu kỹ thuật khác, đặc biệt là Hùng Lê rất quan tâm đến tín hiệu biểu đồ xu thế. Hùng Lê có một cái cách nhìn nhận trên cái biểu đồ xu thế của thị trường. Thì Hùng Lê đang thấy rằng VN Index của chúng ta kể từ cái phiên thứ 6 kết tuần trước cho đến thời điểm hiện tại thì tín hiệu trên biểu đồ xu thế thì VN Index của chúng ta sẽ chưa cầm đà rơi, và cái kịch bản cao thì VN Index của chúng ta sang tuần tới lại
lại thêm một lần nữa có thể nhúi lại về cái vùng 1110, 1005, và thậm chí là nếu mà sâu hơn sẽ là vùng 1.000 điểm, sẽ là vùng 1.000 điểm. Và cái xu thế của thị trường hiện tại là đang chuyển dần những cái pha xu thế tích cực sang pha xu thế tiêu cực. Đó, sang pha xu thế tiêu cực. Và trong cái kịch bản của tuần trước thì Hồng Lê cũng có đề cập đến việc là thị trường của chúng ta nên chỉnh thì cũng chỉnh về đâu đó chạm khoảng cái vùng, tức là cái vùng 1010 là một vùng rất là quan trọng. Nhưng mà nếu như bị gãy vùng 1010 thì gần như là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện nó hoàn toàn khác với thị trường, nó hoàn toàn khác với thị trường. Và trên góc độ tổng thể thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là một số các cái mã cổ phiếu lớn đã hoàn thành cái target rất là mạnh, ví dụ như là Vietcombank, ví dụ như là VDC, ví dụ như là MWG đó, thì nó sẽ cộng hưởng rất nhiều những yếu tố đó lại với nhau. Và đặc biệt là chúng ta xem những cái tín hiệu kỹ thuật trên biểu đồ nến của VN Index thì chúng ta thấy rằng là một tuần tới sẽ là một tuần giao dịch cực kỳ khó khăn của thị trường. Các anh chị lưu ý, cực kỳ khó khăn của thị trường. Và Hồng Lê khuyến nghị là nếu như thị trường của chúng ta phiên thứ hai, phiên thứ ba, tức là kết phiên ngày hai phiên đầu tuần và sang cùng lắm sang phiên thứ tư, nếu VN Index của chúng ta không hồi phục và khi đó thì tuần tới thì cũng sẽ có những cái cập nhật đánh giá định lượng thị trường hàng ngày để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt hơn về thị trường. Cái điều quan trọng nhất đó là thị trường chung, thị trường chung sẽ quyết định đâu đó khoảng tầm độ khá là lớn đấy, khoảng tầm độ 67% cái mức độ thành công của chúng ta. Rồi ok, tức là tuần tới sẽ là một tuần rất là khó khăn của thị trường. Còn đối với chỉ số HNX Index thì chúng ta cũng đang có xu thế giảm. Còn cơ bản là chúng ta sẽ phân tích VN Index của chúng ta, bởi vì VN Index của chúng ta nó sẽ có đến cả phái sinh, nó liên quan đến phái sinh, chính vì vậy nên là nó sẽ rất là quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thị trường. Và các anh chị cũng có thể xem lại ở trong cái bản tin. Tuần trước nữa thì Hùng Lê có phân tích ở một cái kênh xu thế của VN Index trong cái xu thế chung và dài hạn, thì Hùng đã có đề cập đến những cái điểm này, thì các anh chị cũng có thể xem lại để chúng ta có thể định lượng được, tức là nếu như thị trường chỉnh thì chỉnh về đâu đó, và sau đó thì chúng ta sẽ có được những cái phân tích cổ phiếu như vậy, đúng không ạ? Ok, phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi view lại, chúng ta sẽ view nhanh. Về cơ bản trong tuần vừa rồi trên Team Zalo thì gần như là Hùng Lê chủ yếu là tập trung phân tích thị trường, định hướng thị trường chung. Còn những cái mã cổ phiếu mới ở trên thị trường thì gần như là không có, bởi vì là một cái tuần mà cổ phiếu thị trường chung chỉnh thì nó sẽ không xuất hiện nhiều những cái điểm mua đẹp, những cái điểm mua tốt. Nam Long, về cơ bản thì Nam Long đã gãy kênh. Đó, khi mà cổ phiếu Nam Long hiện tại thì dòng tiền đi ngang. Tín hiệu đường MACD thì cũng đang hơi xấu và khả năng thì Nam Long vẫn lình xình ở quanh nền 28. Tăng mạnh thì chưa tăng mạnh được. Còn nếu như Nam Long gãy nền 28 thì coi như Nam Long cũng sẽ bước vào một cái chu kỳ giảm khá là mạnh, anh chị lưu ý. HDG xem nào, HDG Hà Đô thì về cơ bản là một tuần tích lũy đi ngang, chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật mạnh khi mà dòng tiền đi ngang, và tín hiệu đường MACD khá là xấu, chưa có những cái tín hiệu tăng mạnh tiếp theo, về cơ bản vẫn đi ngang. Đạt Phương, trong tuần vừa rồi thì DPG Đạt Phương thì như là nó tốt nhất. Trong tuần vừa rồi thì có mỗi Đạt Phương là đang duy trì được một cái kênh xu thế khá là tốt khi mà dòng tiền tiếp tục bám trend xu thế đi lên. Và một cái kịch bản mà trong bản tin tuần trước thì cũng có đề cập đến là Đạt Phương có thể có những cái phiên mà có những cái nến xanh tăng mạnh để chạm lại cái vùng, để đánh vượt cái vùng ở đây là vùng 48. Đánh vượt vùng 48 với lực cầu xác nhận thì về cơ bản là trên biểu đồ thì hiện tại là những tín hiệu hiện tại của Đạt Phương đang rất là tích cực. Sau khi vượt được cái vùng 48 này thì Đạt Phương đang có 3 phiên cân chỉnh lại ở quanh vùng 49. Quanh vùng 49 như vậy là tích cực, và một số các tín hiệu khác thì cũng đang khá là tốt.
Như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng trong cái kịch bản này thì Đạt Phương có thể đánh chạm lại về vùng 53. Đó, tức là đánh chạm lại về vùng đỉnh cũ hoặc là dưới 53 một tí, thì những tài khoản nào mà chúng ta đang nằm giữa Đạt Phương thì chúng ta có thể canh để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận ở quanh cái vùng này đối với Đạt Phương. VCS. Đối với VCS thì có một cái vùng ở đây, tức là vùng 85. Một số các tài khoản thì cũng đang có nắm đến đến đặt đến VCS, thì VCS có vùng 85, và nếu như tại vùng 85 này cổ phiếu chưa bị gãy thì tạm thời chúng ta cứ tiếp tục nắm để chúng ta chờ chốt lại ở cái mốc ở quanh vùng 92. Còn nếu ngược lại tại vùng 85 này mà VCS bị gãy, như vậy thì VCS lại có những cái nền tích lũy thấp ở dưới này, và như vậy thì chúng ta cần phải chốt VCS để chúng ta đảm bảo cái vị thế an toàn tài khoản của chúng ta. KBC thì chúng ta sẽ xem KBC ở trên biểu đồ nến tuần. Chúng ta sẽ tạm thời chúng ta tắt Zalo đi, bởi vì là trong phiên chiều thì nó có khá là nhiều các cái thông tin. KBC thì có một cái nền hỗ trợ ở đây, nó là nền đâu ạ? Nền 14. Nền 14, và về cơ bản thì cổ phiếu KBC vẫn chưa có lực cầu quay trở lại, tín hiệu đường MACD cũng đang khá là xấu, nên chính vì vậy nên là KBC thì vẫn cơ bản đi ngang, Ta xem C2 xem là sau những cái lực đánh thần thánh thì C2 như thế nào. C2 cần phải chỉnh, và vẫn ở trong chúng ta có thể nhìn thấy đường MACD cũng đang khá là xấu, và tín hiệu dòng tiền thì đang cũng cắm đầu đi xuống. Những điểm mua chưa đạt, và những tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ C2 thì chúng ta cũng, nếu bị gãy kỹ thuật thì chúng ta cũng chốt. SDI, đối với SDI thì trong một cái tạo lập, tức là trong một cái game, trong một cái game thì Hùng đang nhìn thấy là nếu như khả năng là cái vùng ở đây, có một vùng ở đây ở quanh vùng 115, vùng 120 mà nó cũng bị gãy, thì khả năng là SD sẽ đánh chạm vùng 140, nó và khi đến vùng 140 thì khả năng là sẽ rũ hàng. Thì đối với SDI là game thôi, game tạo lập. VRC thì có gì đặc biệt? Ở VRC thì sau một cái kênh giảm giá dài, thì hiện tại VRC đang giành được cái sự quan tâm khá là đặc biệt của dòng tiền cũng như dàn nhà đầu tư. Thì trong trong kịch bản tuần trước, đúng không ạ, Hùng có phân tích là nếu như VRC mà chỉnh chạm về quanh vùng 17 thì chúng ta cũng thể mua mua ở đây, và cái vùng kháng cự ngắn ở đây là khoảng vùng 18, 18 ở đây. Thì hiện tại là trong tuần thì VDC đang có ở một nhịp đánh chạm vùng 17 và đang bị bật ở vùng 18. Thì đối với VDC, cái lực đánh của VDC nó cũng khá là nhanh, các anh chị có thể nhìn thấy ở đây trong những cái tạo lập của VDC đánh rất nhanh và cũng gãy rất là nhanh. Chính vì vậy nên là nếu như chúng ta có tham gia vị thế thì chúng ta phải canh những cái phiên và chúng ta phải mua sớm để chúng ta đạt được T cộng đó. Ví dụ như trong tuần trước Hùng Lê đã khuyến nghị quanh vùng 17 đây, thì có những cái điểm chỉnh quanh vùng 17 chúng ta phải mua ngay để chúng ta đảm bảo vì thế là về tài khoản rồi, và chúng ta mua trước thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có lợi về T cộng, tức là chúng ta luôn sẵn sàng trong những kịch bản nếu như trường hợp VDC bị gãy hoặc là có những kịch bản mà trái với cái phương pháp suy luận của chúng ta, thì chúng ta có thể sẵn sàng để chúng ta cắt lỗ. SGS thì đối với SGS ở trong giai đoạn hiện tại thì cũng đang nhìn thấy có một số các cái tín hiệu kỹ thuật mà có thể là SGS chạm vùng hỗ trợ đây. Đúng không? SGS chạm vùng hỗ trợ đây. Chạm vùng hỗ trợ đây thì ở bên này cũng như vậy, tức là thường khi cổ phiếu chạm về vùng hỗ trợ thì nó sẽ có những cái lực hồi. Đấy là đương nhiên. Thì SGS sau những cái lực hồi này thì cũng đang có một cái kịch bản là khả năng là sẽ trả lại ở quanh vùng 15.2. Khả năng sẽ có lại trả lại ở quanh vùng 15.2, và trong tuần thì cũng đã có những phiên SGS trả lại quanh vùng 15.2 đây, 15.2, 15.3 gì đó. Và sau đó thì đã kéo về vùng 16, tín hiệu hiện tại của SGS thì cũng có thể tham gia đầu tư ở quanh vùng 10. Những cái điểm mua đương nhiên mua sau thì bị chậm rồi, 16 những cái điểm mua đẹp ở quanh vùng 15.2, 15.3.
VCG thì cũng đã phân tích rồi. Đối với dòng ngân hàng và chứng khoán thì BID, MBB chúng ta đã phân tích. Chúng ta có Techcombank, chúng ta chưa phân tích ở lúc nãy, TCB. Thì đối với Techcombank ở trong một cái vị thế ngắn, như vậy là Techcombank đã hoàn thành target ở vùng giá 25 và target tiếp theo của Techcombank sẽ có thể đạt được đến vùng 26 nếu như có thể là trong cái điểm ngắn này của Techcombank đang có những cái điểm chỉnh khá là đẹp. Những cái vùng đệm ở đây, những cái vùng đệm ở đây là nếu mà như vậy là đúng kỹ thuật 24.3. Nếu như tại vùng 24.3 này Techcombank không bị gãy thì như vậy là có thể từ cái nhịp ngắn này thì Techcombank sẽ hoàn thành nốt cái nhịp cuối cùng, đó là đánh về khoảng vùng 26. Và như vậy thì Techcombank cũng đã hoàn thành một cái chu kỳ tăng giá đạt đạt tín hiệu kỹ thuật, tức là đã hoàn thành target 25 và đạt 26. Thì về cơ bản ở Techcombank hiện tại thì chúng ta cũng sẽ canh chốt ở trong tuần tới nếu như cổ phiếu có những cái dấu hiệu quay đầu. Đối với VPBank thì sao? VPBank thì trong phiên ngày hôm qua là VPBank đã vi phạm tín hiệu kỹ thuật và đến trong phiên ngày hôm nay thì VPBank có lấy lại. Tuy nhiên cái sự lấy lại này nó không thực sự là tích cực và VPBank đang đang các anh chị lưu ý nhé, các anh chị lưu ý này. Trong tuần trước thì Hùng đã có vẽ sẵn một cái cây nến ở đây rồi và Hùng có đề cập đến một cái điểm đây là vùng 21.5. Điểm 21.5 này nó rất là quan trọng đối với VPBank và nếu như VPBank gãy vùng 21.5 thì coi như chấm hết một cái lực tăng từ đâu đó vùng 19 và chạm được target phân tích đây khoảng vùng 22.5. Và cái kịch bản mà để đánh từ vùng 2 để vùng đánh từ vùng 21.5 và chạm vùng đâu đó, chạm vùng 24.5 sẽ không xảy ra vì vì cái tín hiệu kỹ thuật ở đây nó không đạt nữa. Đó, vì tín hiệu kỹ thuật ở đây không đạt nữa và các anh chị lưu ý là phiên thứ hai tuần tới nếu như VPBank tiếp tục bị gãy thì đấy là chúng ta tạm thời chúng ta chia tay. Tạm thời chúng ta chia tay bởi vì là khi mà bị gãy những cái nền kỹ thuật thì có khả năng là cổ phiếu VPBank lại rơi về những cái vùng sâu, đó là cái vùng hỗ trợ vùng 20. Đó, vậy thì như vậy là nó lại mất hết lãi đúng không ạ? Nếu mà chúng ta ôm thì chúng ta sẽ bị mất hết lãi. Đó, thay vì việc đó thì chúng ta tạm thời chúng ta chốt ở những vùng trên đó và sau đó về đến vùng 20 tích lũy lại được. Ví dụ như vậy thì chúng ta mua tiếp, không sao cả. Đó, cái cơ hội của chúng ta luôn luôn có. Vấn đề là chúng ta canh ra vào cho nó đúng nhịp thôi. STB, Vietcombank đã phân tích rồi. HD Bank, hôm nay sẽ nói đến HD Bank. HD Bank là một mã cổ phiếu mà chúng ta trong những phân tích định lượng trước đây của ông Lê đã có những cái kịch bản là HD Bank là một trong những mã cổ phiếu khá là đẹp, khá là tốt về kết quả kinh doanh. Mục tiêu target của HD Bank đó là sẽ đánh chạm vùng 30, mạnh hơn sẽ là vùng 31 đến vùng 32. Tuy nhiên là sao? Tuy nhiên là trong tuần vừa rồi thì HD Bank chỉ đánh chạm được gần đến 30. Sau đó có những phiên lình xình ở đây và ông đã đề cập đến được cái vùng 29.2 này, 29.2 và nếu mà cùng lắm sẽ là vùng 29, sẽ là những cái vùng đệm, vùng đỡ để giúp cho HD Bank có được những cái xu thế tiếp theo, tức là để vùng về được vùng 31 đến về vùng 31 đến vùng 32 thì cần có những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Trong ngắn hạn thì HD Bank đang bị chốt, đang bị áp lực chỉnh khi mà đường MACD đang có những cái độ mở rộng nhất định, tức là những cái điểm giảm giá và dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống. Vậy thì một cái kịch bản là hiện tại đến hiện tại là cái vùng 28.5 này của HD Bank đã bị gãy, vùng 28.5 là cái vùng bệ đỡ của HD Bank đã bị gãy. Vậy thì trong phiên ngày thứ hai nếu như HD Bank không lấy lại được vùng kết phiên, không lấy lại được vùng 28.5 và ngược lại HD Bank lại có những cái tín hiệu kỹ thuật xấu thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán HD Bank. Ta bắt buộc phải bán HD Bank để chúng ta chốt lời ngắn hạn và sau đó thì chúng ta sẽ chờ HD Bank chỉnh lại ở quanh vùng 27. Đó, sẽ chỉnh lại ở quanh vùng 27 tại đây. Cổ phiếu tích lũy lại được thì chúng ta lại có thể cover lại hàng. Đó, sẽ cover lại hàng ở đây và từ đây thì có thể lại có một cái nhịp đánh mới, lấy lại năng lượng để tiếp tục hồi sinh. Đó. Ok, tín hiệu ngắn của HD Bank là xấu anh chị nhé, đang bị áp lực bán rất là mạnh, rất là mạnh. Công Thương đã phân tích rồi, Liên Phong Bank đã phân tích như nhỉ? Chưa? Liên Phong Bank, chúng ta sẽ phân tích kịch bản của Liên Phong Bank. Liên Phong Bank thì nó cũng nằm cùng trong cái bộ ba cổ phiếu penny của nhóm ngân hàng và dự kiến là nó sẽ chạy sau cùng.
Thì đối với Liên Phúc Manh là trong một cái xu thế dài hạn thì đang rơi vào một kênh xu thế giảm giá, và hiện tại là đáy 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 của cổ phiếu đến thời điểm hiện tại, thì chúng ta có thể cũng tạm thời yên tâm vùng 7, vùng 7.3, vùng 7.3 là hiện tại là đang Liên Phong Bank đang có những phiên để tích lũy lại tại đây, và một số các yếu tố tạo lập thì cũng đang có nhìn thấy tại đây rồi, một số các yếu tố tạo lập đang nhìn thấy tại đây. Tuy nhiên ở những yếu tố tạo lập này có duy trì được hay không và duy trì như thế nào thì Hùng đang nhìn thấy ở đây là vùng 7.75, đây là vùng Hùng đã phân tích ở trên tin Zalo. Khi đó thì Hùng có đề cập đến việc là chúng ta không cần phải vội vàng gì cả, chúng ta cứ chờ đến Liên Phong Bank cái chỉnh về đấy đi, chỉnh về đấy mà nó không không bị gãy đúng không, không bị gãy và tích lũy lại được, thì khi đó chúng ta mới có được một cái nhịp đánh khoảng đâu đó chạm vùng 9.5 đó. Chúng ta không cần phải cứ vội vàng gì cả, cổ phiếu nó sẽ có đầy đủ cho các anh chị mua. Thì ở vùng đối với Liên Phong Bank, nếu như sang tuần tới cổ phiếu này chạm được đến về vùng 7.75 thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta mua. HCM và SDI thì Hùng đã phân tích rồi. Trong nhóm dầu khí thì cổ phiếu GAT Hùng đã phân tích, và bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích tiếp hai cái mã cổ phiếu thế mạnh mà Hùng đã liên tục nhấn mạnh cho các anh chị. Đầu tiên thì Hùng cho nó đến POVK. POVK là một mã cổ phiếu mà những cái điểm mua sau khi Hùng phân tích ở dưới này, những cái điểm mua thì các anh chị có thể xem lại ở những cái bản tin trước, ở những cái bản tin trước. Còn bây giờ Hùng sẽ phân tích về xu thế. POVK sau những phiên đánh mạnh thì POVK đang chạm lại vùng 13.3, và Hùng đã khuyến nghị những cái tài khoản nào đã có POVK thì trong phiên ngày hôm nay tiếp tục đặt mua POVK ở vùng 13.3 để đón đầu một xu thế POVK. Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì thường là cổ phiếu này có một cái cách đi, nó cũng Hùng cũng nghiên cứu khá là sâu, cái cách đi của cổ phiếu thì nó đi rất là chậm thôi, nó đi rất là chậm rãi thôi, và thường nó xuất hiện ở đầu chu kỳ sóng thì thường thường là sẽ đi chậm rãi như vậy, và sau đó thì sẽ có những cái band Bollinger Band sẽ mở rộng ra phía trên, và hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là cái band khả năng là band trên sẽ mở rộng, và cái đích đến tiếp theo của POVK nó sẽ vượt được cái vùng cản đầu tiên, sẽ vượt được cái vùng cản 14.5. Sau đó thì khi mà những cái vùng cản đó được đánh vượt đi thì lúc đó thì chúng ta sẽ có phân tích những định lượng, những cái target cao hơn của POVK ở trong cái thời gian tới. Mã cổ phiếu dầu khí nữa là BSR cũng là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị tất cả những anh chị trong team của Hùng Lê chúng ta mở mua để chúng ta đón đầu một cái kênh xu thế nó hoàn toàn tương tự như là cổ phiếu POVK. Sau khi ở những cái vùng 9.3, những cái phân tích định lượng của Hùng Lê của BSR quanh vùng 9.3 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua. Và hiện tại thì Hùng đang chờ, đây là những cái kịch bản thôi, những cái kịch bản mà Hùng Lê đang đang đặt ra, tức là Hùng đang chờ có những tuần BSR có giao dịch từ 6 đến 10 triệu cổ phiếu, và BSR sẽ có những kênh, nó có những phiên đánh vượt thoát vùng 10.5, thì như vậy đó là những cái điểm chốt chặn cuối cùng, đấy là những cái điểm mà chúng ta xác nhận rằng BSR đã bước vào một cái kênh xu thế mới, và cái đích đến tiếp theo khi mà thỏa mãn những cái điều kiện đó thì cái đích đến tiếp theo của BSR nó sẽ rơi vào khoảng tầm vùng 12. Mạnh hơn thì nó có thể đánh về vùng 12.5 đến vùng 13, sau đó chỉnh chỉnh xong thì BSR chúng ta lại căn cứ những cái lực chỉnh đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Họ nhà thép thì Hòa Phát cũng đã phân tích rồi, và chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu HSG. Đối với HSG thì Hùng cũng có đưa vào danh mục các cái mã cổ phiếu theo dõi, các mã cổ phiếu theo dõi. Bởi vì sao? Bởi vì HSG trong một cái kênh xu thế chung và dài hạn thì hiện tại là HSG cũng đã có những cái dấu hiệu chuyển mình, và trong những cái nhịp ngắn hạn thì Hùng có phân tích ở đây, sau khi HSG đánh ở đây là chạm về vùng bao nhiêu 6.9 thì HSG sẽ đánh chạm vùng 8 đến vùng khoảng maximum thì là tạm chạm chạm đến vùng 8.3. Tại vùng này thì cổ phiếu sẽ chỉnh và chỉnh lại ở đâu đó khoảng vùng 7.5 ở đây đúng không? Đó, những cái kịch bản mà chúng ta đưa ra trước ở đây, và từ cái vùng này thì cổ phiếu lại tiếp tục đánh lên. Thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta đưa ra trước thôi. Đưa ra trước để chúng ta định định vị định định hình và định vị. Và tại sao Hùng lại nói là đưa cổ phiếu HSG vào một cái kênh xu thế chung và dài hạn? Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là gần như là HSG cũng đã chỉnh chạm về cái vùng 7,
tức là cái vùng này cũng gần như là những cái điểm xuất phát, ở những cái xuất phát điểm của Hoa Sen. Và sau đó thì cũng từ cái nền này thì cổ phiếu Hoa Sen đã có một cái nhịp tăng trưởng, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ đến vùng 7 đã là vùng đã vùng 7 vùng 8 đã là vùng hợp lý của HSG chưa? Đó thì theo như quan điểm phân tích của ông Lê thì chúng ta sẽ tận dụng những cái nhịp đánh lên đánh xuống để chúng ta ra vào nhịp nhàng. Và sau đó thì khi mà HSG bước vào một cái sóng trung hạn thì cũng sẽ có những cái phân tích định lượng để chúng ta có thể gom tất tay và chúng ta chờ một cái đánh một cái sóng, nó không phải là chỉ có từng này đâu, không phải là chỉ có từng này ngày, mà chúng ta có thể đánh những cái sóng 6 tháng đến 1 năm ví dụ như vậy, thì như vậy là chúng ta sẽ rất là yên tâm, đúng không ạ? Hàng không thì chúng ta có VLC và HVN. Thì VLC chúng ta đã phân tích rồi, chúng ta sẽ điểm qua cổ phiếu HVN xem như thế nào. HVN thì đang bị sai kịch bản, đúng không ạ? Những cái kịch bản mà chúng ta kỳ vọng HVN sẽ có những cây nến xanh ngồi lên trên vùng 35.7, và cây nến xanh thì không có, nhưng cây nến đỏ thì có, và là cây nến đỏ ngồi dưới vùng 35.7. Ở những tín hiệu ngắn hạn thì có thể HCM đang bị chỉnh, và ở những tín hiệu kỹ thuật dòng tiền đang đi xuống, như vậy là cái lực hồi, cái tín hiệu hồi của HCM tại vùng 34, mà dự kiến chúng ta sẽ hồi lên khoảng vùng 38 đến vùng 39, tức là tại vùng này thì nó sẽ không thành hiện thực. Và với một cái cây nến kết tuần như này thì nếu như tuần tới HVN phải lấy lại được cái vùng 35.7, còn nếu không thì HVN lại có xu thế chỉnh chạm lại về cái vùng hỗ trợ đây. Đó, lại chỉnh chỉnh chạm ở đây, và như vậy là rất chỉnh chạm lại cái vùng 34. Và từ vùng 34 34 và từ vùng 34 này thì cổ phiếu lại cần thời gian. Đó, cổ phiếu lại cần phải có thời gian để coi như tích lũy trở lại ở đây. Đối với HVN như vậy, tín hiệu ngắn hạn đang bị xấu, các anh chị lưu ý. Họ nhà Viettel, chúng ta xem VGI có gì đột biến không. VGI thì không có gì đột biến, và VGI tín hiệu ngắn hạn của VGI đã bị xấu khi mà VGI đây, phiên ngày hôm nay là phiên xấu của VGI. Khi VGI bị gãy vùng 31, tức là cái nền 31 là cái nền mà có thể xác nhận được rằng là VGI có tiếp tục đánh lên hay không. Những anh chị nào chúng ta đang cầm nắm VGI, chúng ta sẽ lập tức chúng ta phải tạm thời chúng ta ra hàng VGI, bởi vì VGI bây giờ là xấu rồi. Chúng ta xem mã cổ phiếu GEG. GEG thì trong trong cái kịch bản ngắn, trong cái kịch bản ngắn này thì đang GEG thì nó cũng giống như một cái bình nguyên của giống như kiểu mã cổ phiếu VGC, VCG. Thì hiện tại là nó đang tạo thành một cái bình nguyên này, thì sau cái bình nguyên đấy thì nó có thể là chân trời hoặc là nó có thể là vực thẳm. Hiện tại là đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu là khả năng là xu thế đánh lên. Còn ngược lại, sau sau một cái tín hiệu này mà GEG có những tín hiệu đánh xuống gãy gập thì đấy là một cái tín hiệu xấu, và những cái tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta cũng phải tạm thời chúng ta thoát. KDC thì bị gãy nền từ đây, tức là gãy nền 22, như thế là xu thế cổ phiếu đang xấu khi mà tín hiệu đường MACD xấu, đường dòng tiền tiếp tục đi ngang. Mã cổ phiếu dược, hai mã cổ phiếu dược thì chúng ta sẽ xem dược Hà Tây. Dược Hà Tây thì đã có một cái nhịp đánh rất là mạnh về chạm vùng 60, và sau cái nhịp đánh mạnh này thì chúng ta đang tiên lượng một kịch bản là dược Hà Tây sẽ đánh chạm lại về vùng đánh chạm về vùng 50, và kết tuần thì đang đóng cửa vùng 50.6, dòng tiền tiếp tục gãy, và như vậy thì xu thế cổ phiếu sẽ về tích lũy lại quanh vùng 50. Từ vùng 50 này tích lũy được và có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì chúng ta sẽ có thể tham gia trở lại đối với dược Hà Tây. DHG Dược Hậu Giang. Thì đối với dược Hậu Giang thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng ở quanh vùng 91.5 khá là dài, khá là sớm, và hiện tại thì trong tuần thì Hậu Giang đã có một phiên đánh mạnh hôm qua, tức là đánh bứt được qua cái nền đâu đó, cái nền ở đây bao nhiêu, đánh bứt được qua nền 93. Đánh bứt qua nền 93, và hôm nay thì có một phiên test trả lại nhẹ, test trả lại nhẹ ở quanh vùng 96. 96 và một cái kịch bản ngắn thì có thể là vùng 95.5, có thể cổ phiếu này sẽ trả lại
sẽ trả lại quanh vùng 95.5 một hai phiên và lực cầu tiếp tục hút trở lại, thì như vậy là cổ phiếu này cái xu thế ngắn thì có thể hồi lại về vùng 105. Xu thế ngắn có thể hồi lại vùng 105. Các cái mã cổ phiếu về ngành công nghiệp chúng ta sẽ điểm qua nhanh. D2D. D2D thì về cơ bản là đang lình xình và có khả năng là sẽ phân phối ở quanh vùng 90. Cổ phiếu này thì chúng ta sẽ canh chốt. NTC thì như thế nào? NTC thì xấu rồi, đại loại là cứ lình xình đi ngang này thì chúng ta cũng không nên thao ra. Anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta tạm thời chúng ta chốt. Cổ phiếu IDV thì gần như là không có thanh khoản, và IDV thì chúng ta cũng chỉ ở một cái góc độ là đầu tư chung và dài hạn thôi, chứ còn lướt lát là gần như không có. Các mã cổ phiếu trụ và các mã cổ phiếu blue chip thì Vinamilk, BVH, Mansan, MVKG, PNG thì cũng đã phân tích rồi. Thủy sản có gì vui không nhỉ? ANV có gì vui không ạ? ANV thì về cơ bản không có gì vui. Trong một cái kịch bản ngắn ở đây thì có thể test lại, chỉnh lại ở cái vùng đâu đó vùng 24.5. Hiện tại thì dòng tiền tiếp tục đi ngang, thanh khoản thấp, như vậy thì cái xu thế tăng mạnh của ANV chưa có, và cái xu thế chủ đạo của ANV thì vẫn là một xu thế đi ngang. FPT và DGWK thì FPT chúng ta đã phân tích rồi. DGWK thì hôm nay lại gãy mất nền 26 à. DGWK thì trong một cái kịch bản phân tích ngắn ở đây thì chúng ta đã phân tích cái target của DGWK ở vùng 27, và trong tuần thì DGWK đã chạm vùng 27, và sau đó cổ phiếu này lại đang có những phiên test lại. Với một xu thế này thì chúng ta lại tiếp tục lại phải quan sát lại vùng 25.5 thôi. Khả năng cổ phiếu sẽ chạm lại vùng 25.5, chạm 27, sau đó gãy lại về vùng 25.5. Từ vùng 25.5 này thì cổ phiếu tiếp tục tích lũy và có thể đánh chạm lại vùng 27 đến vùng 28. Đối với DGWK thì Hùng đang nhìn ở những góc độ sóng dài của cổ phiếu và đang chờ cơ hội vượt đỉnh, tức là vượt 28, thì đối với DGWK vẫn là một mã cổ phiếu tốt về ngành công nghệ mà chúng ta cũng đáng lưu tâm, đáng để đầu tư. Còn những cái điểm mua thì đâu đó nằm ở dưới này, còn nếu không thì các anh chị có thể canh lại ở quanh vùng 20 25.5, và sâu hơn thì có thể là vùng 25, tức là vùng 25 đến vùng 25.5, thì cổ phiếu có thể chỉnh trang lại ở quanh vùng này. Từ vùng này tích lũy được thì chúng ta sẽ chờ một cơ hội cổ phiếu này đánh vượt đỉnh, tức là vùng 28. Mã cổ phiếu nhựa thì chúng ta đã phân tích bình minh rồi, chúng ta xem nhựa Tiền Phong thì đang bẻ mình thôi, cơ bản là đang bẻ mình. Nhựa NTP, đối với nhựa Tiền Phong thì cơ bản là đang bẻ mình thôi, đang chờ một cái kênh xu thế nó dài thôi, chứ còn đánh ngắn, đánh lướt lát thì chúng ta sẽ khó lòng để đánh mã cổ phiếu này. Và cái mức độ kỳ vọng nền tích lũy của Hùng đó là quanh nền 30 đến nền 35, và trung bình ở đâu đó khoảng nền giá 33, 33 ở quanh cái nền biên giữa này đó. Nghĩa đường chúng ta xem lại. STB sau SBT có gì vui không? Cơ bản vẫn là một nền neo đi ngang như thế này, thì nền neo đi ngang này thì nó cũng khá là khỏe, quanh cái vùng này nó không bị gãy. Không biết là Tạo Lập đang định làm gì với mã cổ phiếu này, 18.5 đến vùng 19. Đó, nếu như một trong hai yếu tố này bị gãy thì nó sẽ có những cái xu thế tiếp theo của cổ phiếu, nhưng về cơ bản là dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức độ thấp đi ngang và tín hiệu MACD như vậy thì chúng ta cũng sẽ không nên tham gia. Cái điểm mua mới hiện tại là không khuyến nghị. Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu mang tính chất đầu cơ cao, hút. Về cơ bản hiện tại đối với hút thì hút Hùng cũng đang nhìn thấy ở một cái kênh xu thế trung hạn, khi hút đang có những cái phiên tạo nền quanh vùng 2.3. Ở đây, và đối với hút thì nó vừa mang tính chất cơ bản và vừa mang tính chất đầu cơ. Và nếu chúng ta xét trong một lịch sử của hút thì hút cũng đã có lịch sử có những cái trận đánh của hút cũng khá là kinh hoàng.
khá là kinh hoàng. Và đối với Hút thì cũng đang đưa vào danh sách quan tâm cực kỳ đặc biệt đối với mã cổ phiếu này, và một số các tài khoản thì đang gom dần ở vùng 2.3 để đón đầu một cái kênh xu thế của Hút. TCH, chúng ta xem TCH nào. TCH thì cái tính đầu cơ của TCH đó khá là kinh khủng. Tức là cái cách đánh của TCH thường là sau đây, anh chị có thể nhìn thấy đây, kéo một phát từ vùng 18 lên đến vùng 26 rất là nhẹ luôn, nhẹ như lông hồng. Thì hiện tại là bây giờ cũng đang kéo từ vùng 22 lên vùng 26, 4.000 rồi. Đó, và khả năng là sẽ đánh vượt vùng 26 với một cái kịch bản này hiện tại của TCH thì sẽ đánh vượt vùng 26 và khả năng sẽ chạm vùng 28. Khả năng sẽ chạm vùng 28 thì mã cổ phiếu này thì nó mang tính đầu cơ rất là cao, vào nhanh ra nhanh, còn nếu chậm chân thì sẽ bị mắc kẹt lại rất là nhanh ở trên đó, thì tùy cái khẩu vị của các anh chị. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu 2 nào. 2 thì phiên ngày hôm nay thì rơi rồi. Nếu như giả sử đầu tuần, mã cổ phiếu 2 thì cũng đã có phân tích ở trong tuần trước, và giả sử như là tuần này đây là phiên thứ 2, T0, T1, T2, T3. Phiên này thì 2 về tài khoản, như vậy nếu chúng ta mua từ đầu tuần thì chúng ta kịp ra hàng ở phiên này. Phiên này thì chốt khoảng 15 triệu. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại này thì chắc chắn 2 sẽ rơi sàn thôi, sẽ rơi sàn tiếp theo. Và rơi sàn thì lại đâu đó ở cái vùng 1.9 thì chúng ta lại tiếp tục quan sát 2. Và khi nào có những cái tín hiệu kỹ thuật mua, tức là những cái mã cổ phiếu mà mang tính chất đầu cơ thì chúng ta chỉ lướt T cộng 3 thôi. Tức là nếu mà hàng về chúng ta có lãi thì chúng ta té nhanh còn kịp. Tiếp theo là mã cổ phiếu TSC. TSC cũng là một cái mã cổ phiếu mà ông Lê đã phân tích ở trong tuần vừa rồi. Thì cũng gần như vậy. TSC thì nó không đến nỗi kinh khủng như là 2 đúng không ạ? TSC thì phiên đầu tuần ở vùng 3.5 và nôm na thì chúng ta cũng chốt được ở quanh vùng 4, 3.5 đến vùng 4, tức là tăng được 0.5. 0.5 trên 3.5 là được bao nhiêu? Khoảng tầm 14%. Thì một số anh chị trong team của Lê cũng có đánh được TSC và cũng đã khuyến nghị là hôm nay chúng ta đặt để chúng ta bán. Bởi vì là cổ phiếu đầu cơ thì nó là như vậy, nó không giữ lâu được. Chúng ta nhìn thấy nhịp của chúng ta vào và sau đó thì chúng ta té thôi. Chúng ta có phân tích mã cổ phiếu 2, nhưng mà cổ phiếu này thì hỏng rồi. Gãy biên dưới đường MACD, tín hiệu cắm đầu, như vậy là hỏng. Chúng ta xem TIG và BCG, TG nhé, TIG. Đối với TIG thì nó cũng đã có một cái nhịp tăng khá là mạnh. Và chúng ta chờ những cái nhịp chỉnh và lịch sử của TIG thì chúng ta có thể xem lại có gì đặc biệt không. Lịch sử của TIG là sau những cái nhịp đánh mạnh này, sau những nhịp đánh mạnh thì TIG có những phiên rung rũ lại. Phiên rung rũ lại và sau đó lại tiếp tục kéo. Rung rũ lại thì rũ lại ở đâu? Rũ lại ở đâu thì rũ lại ở được đến cái vùng 4 là đẹp nhất. 4 đến vùng 4 là rất đẹp, tốt nhất là rũ về đây, rũ về vùng 4, và từ vùng 4 này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát. Nếu như có những cái nền tảng tích lũy thì chúng ta lại đánh T cộng 3 thôi, vào tí vui văn hóa văn nghệ đó, chỉ 14 tích lũy xong thì đánh lên. Ok, BCG thì sao? BCG thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. BCG thì chúng ta sẽ kỳ vọng là BCG sẽ đánh, tốt nhất là BCG đánh về cái vùng này đi. Ông cũng đang canh ở vùng này, nếu như vùng đâu đây bao nhiêu, 8.5. Tại vùng 8.5 này mà giữ được, khả năng mà giữ được thì cũng sẽ khá là ok. Bởi vì chúng ta có thể nhìn BCG ở một cái góc độ như thế này, tức là BCG thì bây giờ gần như cái vùng ở đây, tức là cái vùng 8 đến vùng 9.5, gần như là cái vùng mà gần như là BCG nó cũng gần như hết tất cả những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây rồi, và cũng kỳ vọng là một cái kênh xu thế mới của BCG sẽ mở ra. Đó, một cái kênh xu thế mới của BCG sẽ mở ra, và như vậy thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu đầu cơ thôi, nó cũng đầu cơ khá là cao đấy. Và chúng ta sẽ canh, những anh chị nào mà yêu thích đầu cơ, chúng ta có thể canh một ít BCG quanh vùng 8.5, khá hợp lý.
Một số cái mã cổ phiếu khác, chúng ta xem TNA này, TNA đã chỉnh nhá, TNA, TNA. TNA vẫn chưa chịu chỉnh, TNA vẫn chưa chịu chỉnh. Và khả năng thì TNA phải chỉnh, chỉnh đã rồi chúng ta mới 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 tính toán được cái câu chuyện tiếp theo. Chỉnh đẹp nhất thì vẫn đang kỳ vọng là đánh đâu đó khoảng về vùng 16 này, về vùng này mới là đẹp. Từ vùng 16 thì tích lũy lại và đánh lên, như thế là một cái cơ hội để chúng ta vào hàng, còn nếu mà không thì thôi. CVT, CVT này. CVT thì về cơ bản là đang xấu. MACD xấu, dòng tiền không có. Chưa có những cái cơ hội đột biến. Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ thì cũng như vậy, dòng tiền đi ngang, thanh khoản cạn kiệt. Khá là xấu và chúng ta sẽ cần phải chờ. Chúng ta cùng kiểm tra mã cổ phiếu PTB. Đối với PTB là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị phân tích đánh những sóng dài, đánh những sóng dài, và sau khi PTB chạm vùng 75 rồi thì cổ phiếu này đang có những phiên test chỉnh lại, và trong cái kịch bản ngắn thì chúng ta có thể kỳ vọng là tại vùng 71.5 đến vùng 73 này cổ phiếu không bị gãy, không bị gãy. Và trong những cái tín hiệu ngắn hạn, trong những cái tín hiệu ngắn hạn thì PTB sẽ chưa tăng lại được, bởi vì là tín hiệu MACD cũng đang khá là yếu này. Dòng tiền tiếp tục đi ngang như vậy, PTB cần thời gian và khả năng sẽ tích lũy lại ở quanh cái nền này, tích lũy lại quanh cái nền này. Còn đối với PTB thì vẫn kỳ vọng PTB đang đánh theo kênh, đánh theo kênh có nghĩa là chạm thế này thì nếu mà kịch bản nó xấu hơn thì PTB có thể chạm lại vùng 70. Đó, xấu hơn thì có thể chạm lại vùng 70, nhưng mà cái kịch bản này thì nếu mà chạm lại vùng 70 thì nó cũng hơi sâu. Sau khi hoàn thành target 75 chạm về vùng 70 và từ 70 này tích lũy đi lên thì đấy cũng là một cái kịch bản mà chúng ta cũng phải lường trước hết, lường lường trước, bởi vì là thị trường trong tuần tới thì sẽ là một tuần rất là khó khăn, vì vậy nên là chúng ta cũng phải lường trước những cái kịch bản khó khăn chung của cổ phiếu. DBC, Dabaco, Dabaco thì như thế nào? Dabaco thì chúng ta sẽ xem ở trên cái biểu đồ tuần để chờ một cái kênh xu thế mới, có thể là lợn sau khi chết nhiều đúng không ạ, tái đàn thì biết đâu được cái lượng cám nó tiêu thụ lớn hơn thì có thể mọi người kỳ vọng một cái mức độ như vậy. Và cái vùng giá mà Hùng đang đặt ở đây là vùng 22.5, vùng 22.5 đấy là cái vùng mà chúng ta sẽ kỳ vọng và chúng ta sẽ chờ về Dabaco ở một cái điểm đó. APC có gì không ạ? APC thì về cơ bản là đang chuyển mình thôi, còn chưa 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 có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt, và phiên kết tuần thì lại đánh chạm về cái vùng biên dưới từ vùng 21, thì như vậy là cổ phiếu lại cần thời gian rất là nhiều. Bao và CTI, Bao Na đó, các anh chị có thể nhìn thấy là Bao Na thì Hùng đã tiên lượng một cái kịch bản nó ở vùng giá 15.3, 15.3 nó vẫn còn gãy. Đó, còn những anh chị mà đu theo vùng 16 đó, tức là cái việc mà chúng ta để chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta có rất nhiều thời gian để chúng ta mua ở sau đó. Bởi vì là cổ phiếu sẽ không chạy ngay được đâu, những cái nhịp đánh này đang là những cái nhịp đánh dẫn, và tín hiệu kỹ thuật của Bao Na ở cuối tuần thì nó đang xấu, bởi vì chúng ta nhìn thấy vòng dòng tiền đang bị gãy cong xuống như này, và với việc gãy cong xuống như vậy thì cái việc hỗ trợ cuối cùng ở nền 14.8 các bạn ạ, là cổ phiếu lại chỉnh về vùng 14.8, và từ vùng 14.8 này thì có tích lũy được hay không? Có tích lũy được hay không thì chúng ta còn phụ thuộc vào vào cái xu thế thị trường chung, và thị trường chung trong tuần tới nó hơi xấu. Nó hơi xấu, chính vì vậy nên là nếu như Bao Na mà gãy vùng 14.8 thì hỏng. Tức là như vậy thì cổ phiếu sẽ tiếp tục như nào? Sẽ tiếp tục một cái đà xu thế giảm giá tiếp theo. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của Bao Na đang xấu. CTI là ông này ông ấy chuyên về hạ tầng, ông chuyên về hạ tầng và một số cái chính sách về BOT, BT. Thì hiện tại nó đang bị vướng, chính vì vậy nên là ông đang đi ngang, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của CTI nó đang ở trong kênh gọi là kênh bẻ pha xu thế, bẻ pha xu thế. Thì trong cái kênh bẻ pha xu thế này thì CTI nó sẽ cần thời gian, các anh chị có thể nhìn thấy đó, nó tăng lên cuột xuống, tăng lên cuột xuống, và khả năng CTI vẫn còn quăng lên cuột xuống rất là mạnh. Quăng lên cuột xuống rất là mạnh, bởi vì là tín hiệu dòng tiền thì nó đang đi ngang này, đang đi xuống này. Tín hiệu MACD thì không thực sự đẹp, biểu đồ tần suất thì đang càng ngày càng xấu đi, như vậy là CD sẽ có những cái phiên quăng cuột
và nó phải quang quật cho đến lúc nào mà nó đủ sức, đủ tích lũy thì cái đó thì nó mới bẻ sang một cái kênh xu thế mới, nó bẻ sang một kênh xu thế mới đối với CT. Ok, như vậy là chúng ta cũng vừa đi phân tích và chúng ta định lượng lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa rồi, sau đó thì dự báo những cái xu thế mới trong tuần tới. Như vậy là chúng ta cũng có thể thấy rằng là tuần mới sẽ là một tuần giao dịch hết sức là khó khăn, giao dịch hết sức là khó khăn, và cái mốc 1005 sẽ là cái mốc hết sức là quan trọng. Nếu như thị trường của chúng ta bị đánh gãy những cái điểm hỗ trợ quan trọng như vậy thì như vậy là chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ phải chia tay với thị trường trong ngắn hạn, bởi vì như vậy là những cái xu thế nó bị xấu, nó bị xấu đi. Và trong cái bản tin phân tích này thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng, tức là một số mã ở cổ phiếu có vốn hóa lớn là đang có những cái tín hiệu kỹ thuật, đang có những cái tín hiệu kỹ thuật là nó bị, tức là ví dụ như là trong tuần trước thì chúng ta nhìn thấy là những cái mã cổ phiếu đấy nó đang nằm ở trong cái mức độ cho phép, nằm ở trong một cái kênh xu thế, nhưng sang đến tuần này thì một số đã ở trong cái tín hiệu cho phép đấy thì đã chuyển sang những cái tín hiệu xấu hơn. Đấy là một cái điều đáng lo ngại của thị trường. Và cái việc là nhóm ngành ngân hàng thì đang có dấu hiệu chốt lời, đang có dấu hiệu chốt lời mạnh sau một nhịp tăng giá, và chính vì vậy nên là cái việc mà thị trường đang tuần tới dòng nào sẽ dẫn và dòng nào sẽ giúp ổn định thị trường hiện tại là chúng ta chưa nhìn thấy. Và 3 phiên đầu tuần sẽ là 3 phiên hết sức là khó khăn, phiên thứ hai, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, và ngày thứ tư, kết phiên ngày thứ tư thì chúng ta sẽ định lượng lại là thị trường có ổn định lại được hay không, hay là có những cái dấu hiệu mà chúng ta cần quan tâm. Cần quan tâm thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo, và tất cả những cái phân tích định lượng đó thì sẽ được Hùng Lê liên tục cập nhật ở trên nhóm Zalo VPBSNO01. Và Hùng Lê cũng mời tất cả những anh chị em của chúng ta đang đầu tư và có những cái góc nhìn tốt, có những cái góc nhìn cùng những cái góc nhìn phân tích và chia sẻ với Hùng Lê, thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS, và các anh chị cũng có thể add Zalo của Hùng Lê 0968 279 555 để chúng ta có những cái trao đổi trong cái quá trình chúng ta đầu tư, thì Hùng Lê luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng nhà đầu tư. Và dưới những cái bản tin hàng tuần thì các anh chị cũng có thể có những cái dòng comment ở đây để Ông Lê sẽ thu xếp thời gian và Ông Lê sẽ trả lời các anh chị trong một cái góc nhìn nó tổng quan nhất, nó tốt nhất đó. Và cái quyết định cuối cùng vẫn là quyết định của các anh chị, chúng ta đầu tư và chúng ta phải có được những cái nền tảng kiến thức tốt, và chúng ta phải tốt nhất là chúng ta đã học học để sau khi mà chúng ta học xong rồi thì chúng ta sẽ có những khi 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 Hùng Lê có những cái chia sẻ đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng, và thậm chí có thể phản biện lại nó có thể phản biện lại những cái phân tích định lượng đó, ví dụ như vậy. Thì như vậy là chúng ta sẽ có được một cái tương tác hai chiều, và cái tương tác hai chiều thì bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn cái tương tác một chiều. Ok, Hùng Lê xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong những cái bản tin tiếp theo.